Chuyện 23S xin chào các bạn Hôm nay Hạ Vi xin gửi tới các bạn tập 1 của chuyện Các bạn hãy ủng hộ ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện nhé Để lắng nghe những câu chuyện mới và có ý nghĩa Các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo Mời các bạn cùng lắng nghe Cái nắng gay gắt giữa trưa làm mọi người ai cũng muốn tìm cho mình một chỗ mát mẻ để ngồi nghỉ tránh nắng Cô cũng vậy Để làm dịu cái nắng Cô ghé vào uống một ly nước mía Đang uống thì nghe tiếng gọi ở phía sau Tùy tiên, nay bán hết vé số chưa? Cô quay lại tươi cười với bà chủ quán nước mà trả lời Con bán được mấy tờ à bà Sáu ơi Bây giờ mà không bán hết Thì bác khoa hát cho con nghe Con uống hết ly này rồi đi bán tiếp Cảm ơn bà Sáu nhá Ừ, tuổi còn nhỏ mà phải bươn trải thế này Trông thương quá Cô tủm tỉm cười Không sao bà Sáu ơi Miễn bác khoa cho con đi học được rồi Sáng con đi bán vé số đến trưa là hết Này mọi người đi làm hết nên chưa mua đâu tí còn đến ngoài cổng ở công ty họ mua hết bà giáo cứ yên tâm mỗi ngày bà cứ cho con ly nước mía là con vui rồi thôi tôi uống con ly nước mía mà nịnh quá trời quá đất vậy cô nương tôi biết tổng cô rồi nên không cần cô nịnh tôi vẫn cho cô ly nước mía để uống giờ đi bán cho hết rồi còn về đi học không muộn đấy cô gật đầu chào rồi cầm sấp vé số rời đi cô mồ côi từ nhỏ được gia đình bán vé số nhận nuôi còn cho ăn học nhưng cô vì trả ơn cho họ nên cô đi bán vé số dạo để có tiền đi học. Còn thiếu thốn thì bác Khoa cho thêm, nên cô rất vui vẻ chấp nhận số phận của mình. Cô năng động hoạt bát, nên ở xung quanh đều yêu quý cô. Tên cô là Trần Thủy Tiên, cô sắp 18 tuổi, cái tuổi không còn quá nhỏ, nên cô rất biết suy nghĩ cho sau này. Cô tranh thủ buổi sáng đi bán, còn buổi chiều cô đi học. Vì có trí nên học lực của cô cũng khá chứ không quá giỏi, nhưng vì thế không mấy buồn, vì cô cũng cố hết sức mình rồi cô ước sau này được làm giáo viên để dạy học mỗi lần đi thấy trên tivi có những đứa trẻ vùng cao cắp sách tới trường cô ước ao sẽ tới đó dạy học không thì làm bên kinh doanh nhìn đồng hồ thì cũng hơn 9 giờ cô đi tới một quán cà phê thấy chú bảo vệ cô cười nói bác cho cháu vào bán một tí nha bác xong cháu ra liền bác bảo vệ cười lại ế tiếp à đưa đây bác mua cho hai tờ để về mà đi học cô cười vậy ngày nào cháu cũng tới đây bác mua cho cháu hai tờ Đảm bảo là bác sẽ giàu to. Thôi thôi, vào trong bán đi. Mồm miệng quá đấy. Bác mà giàu là đã giàu rồi. Lâu lâu ủng hộ cho hai tờ chứ mua miết. Bác khỏi đi làm bảo vệ luôn đấy. Cảm ơn bác nhá, cháu vào trong đây. Ừ. Cô bước thẳng vào bên trong nhìn ngó xung quanh. Cô thấy một bàn có người đàn ông đang ngồi bấm điện thoại. Cô liền đi tới chào hỏi. Cháu chào chú. Người đàn ông ngước mặt lên. Có chuyện gì không? Dạ không ạ, cháu chào để chú mua vé số ạ. Tôi không mua, mua cũng có chúng đâu mà mua. Với lại tôi muốn giàu từ đôi bàn tay của mình, chứ không phải mấy tờ giấy này. Tiền cô đi chỗ khác đi. Cô nhíu mày hỏi. Chú này, nhìn mặt cháu giả làm sao mà kêu cháu là cô nhỉ? Mà cháu nhìn chú giả như trái cà mà gọi cô này cô kia. Chú phải gọi cháu là em hoặc là cháu. Nhìn ăn mặc bảnh trai, mỗi tội cái mặt nhăn nhó khó thế mà nghĩ mình trẻ à? Chú không mua thì thôi, người khác mua chúng chú đừng có mà buồn đấy. Ơ con nhỏ này, Tôi không mua thì thôi Mà nó một chàng đi luôn vậy Đi chỗ khác bán đi cho tôi còn làm việc Chú đuổi cháu à Nhưng mà cháu suy nghĩ lại rồi Chú mua cháu mới đi cơ Không cháu ngồi ở đây Cháu nói cho chú hết làm việc luôn Mà đây là quán cà phê không phải chỗ làm việc Cô nhìn người đàn ông này vẫn im lặng cu gẹo tiếp Thế chú mua vé số đi chú Cháu có hai tờ số đuôi 32 với 72 này Đảm bảo mai chú không đặc biệt thì nhất Không nhất thì ủng hộ người nghèo đi chú Trông đẹp trai chỉ tội hơi giả tí Nhưng chắc là phóng khoáng Mua cho vui đi mà chú nha Người đàn ông lúc này cau mày nhìn thẳng vào cô Cô có ra ngoài cho tôi làm việc không Hay tôi gọi bảo vệ vào lôi cổ cô ra khỏi quán Cô nghe thấy đứng chống nạnh Tôi sợ chú quá cơ Chú là gì mà phải gọi bảo vệ Chú không mua thì thôi Vắng mợ thì chợ vẫn đông Cô đứng lên cầm sấp vé số đi thẳng đến chỗ bàn gần đó Họ cũng mua được vài tờ Không như người đàn ông lúc nãy cô bán xong cũng vẫn còn nên giờ cô đi tới mấy chỗ quen hay mua một buổi sáng kết thúc còn vài tờ nữa nên cô đi về nhà vì không có xe nên cô đi bộ chiều cô mới có xe đạp để đi vì nhà bác khoa mua chiếc xe đạp cho con trai đi học buổi sáng còn buổi chiều cho cô mượn đi học đang đi bộ thì thấy vũng nước cô nghĩ nước tràn ra đường thế này mà có xe ô tô chạy qua kiểu gì cũng bị tạt cho xem thì tự dưng nước từ đâu tạt lên người cô mà lúc đó cô đang quay mặt ra nên người cô cũng ướt nhẹp nghe tiếng xe dừng lại cô tức giận đi tới gõ cửa xe thấy cánh cửa mở ra người bước xuống xe thì cô thấy bóng dáng người giống người đàn ông khi nãy chưa kịp nói thì người đàn ông ấy lên tiếng lại là cô cô không thấy vũng nước hay sao mà không biết đường tránh à cô nghe thế thì trả lời do chú đi xe không có mắt thì có chú không nhìn bên đường có người hay sao hả bây giờ tôi ướt hết đồ còn mấy tờ vé số cũng ướt hết Bây giờ chú muốn sao? Trách cô đi không thấy xe Tôi đã bíp còi cô không nghe à? Cô cường quyết nói Đồ có thể thay Nhưng mấy tờ vé số này sao mà thay được Bây giờ chú mua hết mấy tờ này đi Không tôi gọi công an tới bắt chú cho coi Cô nói nhiều quá rồi đấy Đưa đây cho tôi mua Cô nghe thế thì cười gian Này là 20 tờ Một tờ giá 10.000 Tổng cộng 200.000 Cộng thêm 50.000 mua xà bông giặt đồ nữa Bộ đồ này dính giặt không ra Mà nhà thì hết xà bông rồi Giờ chú không đưa thì lên công an giải quyết Mấy chuyện này ai mà rảnh lên công an Cái miệng cô được lắm đấy Tiền đây Cô đưa tay cầm lấy tiền thì thấy tờ 500 ngàn Cô móc túi ra lấy 250 ngàn đưa lại cho người đàn ông Tiền dư của chú đây Cháu chỉ lấy đúng số tiền này thôi Vậy vé số của chú đây Khỏi đi Ướt như thế ai mà lấy Tiền cô lấy luôn đi Coi như ngày nay tôi xui Cô cười phá lên Cháu xui chứ chú xui gì Mà chú vào trong khu này làm gì đấy tôi đi kiếm người quen. Thế à? Thế chú hỏi ai tôi chỉ cho? Nhà ông bà Tuyết Khoa ở đâu vậy? Cô chỉ giúp tôi được không? Cô nghe cách xưng hô của người đàn ông này thì hỏi lại. Chú nhìn kỹ mặt cháu già lắm à? Cứ cô cô tôi tôi nghe sao sao ấy. Chú già thì cháu gọi là chú, cháu trẻ thế này cứ gọi là cô, cháu mới 17 tuổi thôi. Thế có chỉ không để tôi còn đi, đứng đó mà bắt bẻ. Thật ra khi nghe người đàn ông này nói biết bác khoa nhà mình nhưng cô đã muốn chọc anh ta chú đi thẳng về phía kia 4 km là tới tôi chào chú cháu về còn đi học nữa chứ giờ người cháu ướt rồi tạm biệt chú nha mong đừng gặp lại tôi muốn gặp lại cô chắc thôi về đi cô cầm tiền rồi chạy đi về nhà nhưng không quên mỉm cười khi lúc nãy chỉ đường sai không biết người đàn ông đó kiếm bác khoa làm gì mà tầm tiếng nữa cô phải đi học mà sợ người đàn ông đó quay trở lại biết cô chỉ đường sai là tiêu cô chạy thật nhanh về nhà vừa bước vào thấy bác khoa đang chuẩn bị ăn cơm cô đi tới cầm sấp tiền đặt lên bàn hôm nay bán muộn quá hai bác ạ mãi giờ mới hết cháu mới về bác khoa lên tiếng còn thì để về bác bán chứ sao sáng nay ế quá à bác cũng đi bán mà người đi đâu hết à thôi đi thay đồ mà ăn cơm còn đi học nữa sao mà quần áo ướt hết thế kia mới lội ao ở đâu vậy cô cười nhờ vậy cháu mới bán sạch vé số đấy bác ạ hai bác với em ăn trước đi cháu vào tắm tí không ngơ hết cả người lên ừ nhanh lên dạ cô nói xong rồi đi thẳng vào phòng lấy bộ đồ đi học có gì ăn xong đi luôn chứ không lại gặp ông chú đáng ghét kia bước vào nhà tắm cô xả vòi nước tắm thật nhanh rồi giặt sơ quần áo sau đó nhanh chóng đi ra ngoài ăn cơm cô lật đật ăn thì bác tuyết hỏi chiều nay học gì mà ăn nhanh dữ ăn từ từ không mắc nghẹn đi thủy tiên con gái phải nết na vào như con trai vậy đấy mai mốt đi học thì sao mà định học ở đây hay lên thành phố Cô trả lời: Con học ở đây còn phụ hai bác bán vé số chứ?" Bác Khoa nói: "Thôi, lên thành phố mà học cho đúng chuyên môn, chứ ở đây sao được. Tiền thì cứ yên tâm bác gửi lên cho mà học, sau này ra trường nuôi lại hai bác." "Dạ vậy được không ạ? Vậy cháu lên đó vừa học vừa làm để đủ tiền ạ?" "Ừ, vậy cũng được, thôi ăn đi mà nhanh đi học đi, từ mai cứ để đó, bác đi bán lo đi học sắp tốt nghiệp thi đến nơi rồi." "Dạ cháu biết rồi ạ." cô mau chóng ăn nốt chén cơm rồi chào hai bác để kịp tới trường vừa dắt xe đạp ra trước cổng cô nhìn phía xa thấy chiếc xe màu đỏ đi tới cô nghĩ ngay người đàn ông đáng ghét lúc nãy nhưng cô cười thầm trong bụng vì chỉ đường sai nếu đi chậm nỡ đầu bị bắt lại cô trèo lên xe đạp thật nhanh lướt qua xe ô tô đó mà thở phì phò cái tội đi xe không cẩn thận mà tạt nước vào người cô còn nói những lời khó nghe chỉ đường sai là nhẹ cho người đàn ông đấy rồi đang suy nghĩ thì a à, a à thì thấy nhỏ Trang té cái rầm. Cô mau chóng dựng xe xuống đi tới hỏi. Ôi, có sao không Trang? Trang ngồi dậy rồi đứng lên phủi phủi, giọng đánh đá vang lên. Mắt mày mù à? Đạp xe đạp mà cũng đụng chúng tao được. Mà mày biết đi xe máy, chắc mày cho tao bay quá. Làm gì mà mày đạp xe như ma đuổi thế? Cô nghe thế thì trả lời. Tao lật đật đi học, mày cũng chạy như ăn cướp từ trong hẻm ra đi chậm thôi chứ. Mày đi chậm nữa là tao không đụng chúng mày rồi. Thôi, đi học mau đi, mà mày có sao không? có này ê hết cả mông tao phạt mày ly trà sữa chân trâu đường đen đúng là con heo đã mập mà còn ăn ngọt thôi không sao thì mau đi học đi tối tao qua rủ mày đi ok không ok nhớ đấy không đi tao mách anh kiên mắng mày luôn ôi tao sợ quá anh mày chứ anh tao à thôi đi nhanh đi cô nhanh chóng đi tới chiếc xe đạp của mình ngoảnh lại không thấy chiếc ô tô màu đỏ nữa cô mới thở phào nhẹ nhõm đạp xe thật nhanh cùng với trang Trang là bạn thời còn bé với cô Từ khi được bác Khoa đem về từ trại trẻ mồ côi Lúc đó cô mới lớp 3 Tính ra bao nhiêu năm Thì chỉ có Trang chơi với cô Còn có anh Kiên là anh trai của Trang nữa Nhớ những ngày đó làm cô thấy vui trong lòng Đi tới trường cũng có vài bạn Nhìn đồng hồ còn 20 phút mới vô Bởi vì trốn tránh người đàn ông kia Nên cô phải đi sớm thế này Trang với cô khác lớp Nên Trang đi về hướng khác Cô đi thẳng vào lớp thì thấy lớp trưởng đã tới Cô đi tới cất cặp xuống gầm bàn Rồi đi tới bàn của lớp trưởng ngồi Ê Long, cậu đúng là lớp trưởng gương mẫu hè. Giờ này mà đã tới rồi Sao mặt buồn quá vậy, kể tớ nghe đi Long thở dài Buồn ngủ chứ có gì đâu mà buồn Nay mặt trời mọc đằng tây hay sao mà tiên đi học sớm quá vậy Này tớ bán vé số hết sớm nên đi học sớm Thế sắp ra trường cậu định thi vào trường nào Mà học ở đây hay lên Sài Gòn Long hỏi ngược lại Thế tiên học ở đâu Cô chép miệng suy nghĩ rồi trả lời vừa muốn học ở đây vừa muốn lên Sài Gòn học, đang phân vân. Bộ muốn đi học cùng Tiên hay sao mà hỏi, Tiên hỏi Long cơ mà. Tưởng Tiên học ở Sài Gòn thì chúng ta cùng lên đó học, nếu Tiên học ở đây thì... Ê, hai đứa bay nói chuyện gì vui thế? Cô và Long quay lại chỗ Nghĩa đang đi tới. Nói chuyện thôi có gì vui đâu, thế trên tay lại cầm cái gì đấy, lại ăn à? Đã mập mà cái miệng ăn suốt thôi, đưa đây Tiên ăn dùm cho. Nghĩa cười hề hề. Có 70 ký chưa mấy, thế ăn không Nghĩa cho này, mà cho mỡ ăn không? Không, ăn bánh thì ăn, chứ mỡ nghĩa thì tiên xin nhịn. Nghĩa hất mặt. Không ăn thì thôi, riêng này không cho được, nghĩa để phần. Cho nhung chứ gì, thôi tiên ứ thèm. Cô giả vờ giận hờn rồi đi tới chỗ bàn ngồi. Lát sau tiếng trống vang lên thì các bạn cũng ngồi ngay ngắn chờ giáo viên vào. Sau buổi học kết thúc, cô cũng đứng dậy lấy cặp đạp xe về nhà. Cô với Trang đua nhau ai về nhà sớm hơn. Đạp xe mãi cũng chạy vào cổng nhà thì cô thắng gấp lại nhưng không kịp lại đâm vào chiếc ô tô đỏ đậu bên đường cũng may không bị sao cô dựng xe lên nhìn xe thì thấy xước một đường lúc này cô hơi lo sợ cô lẩm bẩm ngày dìm xui thế không biết mà xe người đàn ông đó vẫn ở đây giờ mình phải làm sao để vào nhà đang lẩm bẩm nói thì nghe tiếng gọi của bác tuyết từ trong nhà đi ra thủy tiên đi học về sao không vào nhà mà đứng đây vậy cô liền trả lời dạ cháu vừa về mà xe của ai vậy ạ à xe của cậu quang linh ở trên sài gòn xuống hỏi thăm nhà đấy mà vậy hả bác mà chắc họ giàu nhỉ xe đẹp quá bác ạ ừ cậu ta mới mở công ty riêng trên thành phố chứ ba mẹ cậu ta ở nước ngoài đấy vậy luôn ạ à? thế khi nào họ về vậy bác cậu ấy chắc mai về tối nay cậu ấy ở đây vậy ạ à? thế cháu qua bên nhà trang nha mai cháu về bác tuyết nói vào nhà tắm rửa rồi phụ bác nấu thức ăn tối đãi khách cứ ở nhà đi nhà có chật đâu mà qua đó cô nghe vậy cũng không dám từ chối dắt xe lủi thổi đi vào dựng vào một góc bây giờ không biết đối mặt với người đàn ông đó ra sao nhưng trốn tránh thì sợ bác tuyết hỏi cô liền từ từ đi vào trong thì thấy người đàn ông đó đang nói chuyện với bác khoa cô cúi mặt xuống mà chào cháu chào bác khoa cháu đi học về chào chú cháu đi học về rồi cô đi thẳng vào trong nhà trước sự ngơ ngác của bác khoa và bác tuyết bác khoa lên tiếng con bé bữa nay ăn trúng gì mà hiền thế Bác Tuyết trả lời Thấy nó thẫn thờ ở ngoài nên tôi cũng không biết Thôi tôi xuống bếp nấu ăn nha Ừ bà đi nấu đi Nói con bé tiên nó mua cho tôi thùng bia luôn nha Ừ Cô đi thẳng vào trong phòng May lúc nãy cô chào người đàn ông đó không nhìn cô Chứ không biết phải làm sao Mà chiếc xe ô tô bị xước Nếu biết cô làm thì có bắt đền hay không Mà chắc quen với bác Khoa Thì chắc có lẽ không đòi tiền cô đâu Nhớ lúc nãy bác Tuyết nói xuống phụ nấu Nên cô nhanh chóng thay đổi đi xuống Cô tới bên cạnh ngồi xuống Có mỗi chú đó mà nhà mình nấu đồ ăn nhiều như vậy à Bác Tuyết ngước lên trả lời Nấu cho bác trai với cậu ấy nhậu Lâu lâu tới đây mình nấu cho đàng hoàng Mà nghe cậu ta kể Lúc chưa gặp con bé nào hàng xóm Mà cá lóc chỉ nhà mình tận bên kia xã Làm cho người ta đi kiếm Thiệt tình Cô nghe vậy thì hơi nhột Vì người đó không ai khác mà là cô Nếu bác Tuyết mà biết thì sẽ mắng cô mất Giờ chỉ mong chờ người đàn ông đó thấy cô đừng nói ra Không là cô nghe mắng cái chắc luôn tiền đây đi ra mua thùng bia đi để đem bác nấu cho dạ mà bác khoa hay đau mà nhậu có được không ạ à? ông ấy cứ ăn uống thất thường nên thế nay có khách mới cho ông ấy uống không sao đâu dạ cô cầm tiền đi ra nhưng sợ qua phòng khách lại gặp nên cô thở một hơi rồi chạy cái vèo ra ngoài bác khoa đang nói chuyện thấy thủy tiên chạy ra làm ông ngơ ngác nhìn theo thì quang linh hỏi cô bé đó là ai mà sao chạy như ma đuổi vậy chú ông khoa thở dài con bé này ba mẹ nó mất từ nhỏ Mà nó ở trại mồ côi ấy Lúc đó vợ chồng chú đi ngang qua Thấy nó đứng ở cổng Mà nó gọi trông thấy thương Vợ chồng chú lại thích con gái Nên vào đó nói chuyện với trại mồ côi đấy Xin con bé về nuôi Trông thế thôi chứ lanh phết đấy Sáng đi bán vé số giúp chú Chiều đi học Tháng sau thì tốt nghiệp rồi Sao cho học đại học nữa mà giờ kinh tế eo hẹp Nhưng chú vẫn muốn nó lên Sài Gòn học tốt hơn Chứ học ở đây không đúng ngành nghề của nó thì cũng uổng mình có công nuôi nó thì nuôi cho nên người sau này về già nó lại nuôi mình. Quang Linh nghe kể thế thì nói mà cô bé này ngại người lạ hay sao? thấy cháu mà tránh, nhìn bóng dáng giống cô bé chỉ nhầm đường quá. để tí nữa cô bé về xem sao. ông khoa cười chắc không có đâu, con bé thật thà lắm. vậy à? vậy sau này lên Sài Gòn thì đến nhà cháu ở. cháu mở công ty nên ở công ty nhiều, về nhà cũng ít. vậy à? sau này nhờ cháu giúp nhá. dạ chú. Cô chạy đến bên nhà cô Loan mua thùng bia rồi bê về nhà. Vừa đi cô vừa nghĩ để làm sao không gặp mặt người đàn ông đáng ghét đấy. Nãy chạy nhanh may không thấy. Vừa về tới cổng cô ngó nghiêng không thấy bác Khoa với người đàn ông đó ngồi ở nhà thì cô thở phào nhẹ nhõm. Bê thùng bia tới bàn rồi đi ra sau vẫn không thấy đâu. Chắc lại đi đâu rồi. Đi càng tốt khỏi gặp mặt. Mà giờ cô sẽ biện lý do là đi qua kia học không thể ngồi cùng ăn với người đàn ông đó. Cô tới phụ với bác Tuyết rồi quay sang nói. Bác ơi, cháu phụ bác xong cháu qua nhà trang học bài nhé sắp thi nên cần phải ôn nhiều hơn bác ạ à. ở nhà ăn cơm xong rồi đi nhiều bài tập lắm bác ạ à. cả nhà cứ ăn đi tối cháu về ăn sau cứ để phần cho cháu ít thôi nha bác mà bác nhớ để cháu cái đùi gà nha bác bác tuyết lắc đầu chịu thua với con bé thủy tiên này nên trả lời ở nhà ăn không chịu thôi để đó đi lo học mà thi cô cười hôn chụt một cái vào má bác tuyết rồi rời đi cô lên cầm tập sách rồi nhanh chóng chạy ra ngoài để không gặp người đàn ông đó cô đi thật nhanh về con hẻm nhà của trang vừa bước vào thấy nhà trang đang ăn cơm cô lên tiếng cháu chào cả nhà cháu có phiền cả nhà ăn cơm không ạ à? trang lên tiếng hỏi sao lại đến giờ này hả tiên cơm nước gì chưa mà qua rủ tao đi trà sữa à tao tới học cùng mày này không tí tao với mày đi uống trà sữa nha trang ngơ ngác hỏi ừ mọi hôm mày tự học mà thì qua đây có anh kiên còn bày cho nữa thế mày không muốn cho tao qua đây à đâu có đâu tao thấy lạ à thôi vào trong đi thế ăn cơm chưa tự dừng bụng cô kêu đúng thời điểm ghê cô cười chưa tại nhà có khách nên ngại chạy qua đây luôn tí về tao ăn trang cười khanh khách biết ngay mà chỉ có gì mới mò qua đây thôi ngồi xuống đi tao đi lấy chén mà ngồi ăn không đói cảm ơn mày nhé cô cũng hay qua đây chơi nên gia đình trang không còn xa lạ với cô nữa mày có chén cơm trong bụng chứ không biết khi nào cô mới được về ăn cơm Tự nhiên có nhà mà không được ở Vừa ăn vừa thở dài Ngước lên ai cũng nhìn cô Làm cô ngại ngùng liền nói Ôi cháu xin lỗi mọi người Anh Kiên lúc này mới lên tiếng Này sao khác vậy Thủy Tiên Bộ em đang suy nghĩ gì sao Em bình thường mà Tại hơi lo thi tốt nghiệp thôi Vậy à có gì chút anh bày cho học Dạ cảm ơn anh nhé Cô không suy nghĩ nữa mà tập trung ăn Xong xuôi cô cùng Trang rửa chén Rồi bắt đầu học bài May có anh kia nên hôm đó học nhanh hơn, học xong thì cô cùng với Trang đi uống trà sữa. Uống xong nhìn đồng hồ cũng hơn 9 giờ tối, cô với Trang tạm biệt nhau rồi lủi thủi đi về. Đang đi gần tới nhà thì có con chó nhà hàng xóm thường ngày cô hay chọc, tự dưng từ trong sông tới, trời thì tối, vì lật đật nên lúc chiều không cầm đèn pin đi theo, bây giờ cô chạy thục mạng. Đang chạy thì thấy bóng dáng ai đứng trước cổng, cô sợ quá chạy tới nhảy ôm vào người đứng đó. Lúc này cô bừng tỉnh thì giật mình nhảy xuống. Ánh sáng từ trong chiếu ra Thì thấy khuôn mặt của người đàn ông đó Cô cúi gằm mặt Lý Nhí trả lời Ủa Sao chú lại ở đây Cháu xin lỗi chú nha Tại chó rượt sợ bị cắn nên cháu Cháu cứ tưởng Tưởng ai Tưởng bác Lúc này cô chợt im lặng suy nghĩ Nếu nói bác Khoa thì cho chú ấy nghi ngờ nên cô nói Tưởng anh trai tôi Mà chú đứng đây làm gì Tôi hút thuốc Mà cô được lắm Dám chỉ xạo đúng không cô nghe thế ngước nhìn. Cháu cứ tưởng chú hỏi bà Khoa Tuyết bán bánh xèo ở xã bên mà. Có biết hỏi bác nào? Bác Tuyết Khoa nhà này bán vé số. Chú không nói rõ thôi giờ lại trách cháu. Cô được lắm. Đã sai mà còn cãi bướng phải không? Cháu nào dám cãi chú? Mà giờ vào nhà thì sợ chuối mách bác Khoa nên cô chống nạnh nói. Tại chú không nói rõ ấy. Vậy thôi cháu về nhà cháu đây. Cô đang định chạy thì chú lên tiếng. Cô đi đâu đấy? Thì cháu đi về nhà cháu, cô vào nhà đi tôi biết hết rồi nói dối là giỏi thôi cô nghe vậy thì mặt ỉu xỉu nhưng tỏ ra đáng thương vô tội cháu xin lỗi tại chú đi xe không ngó nên cháu nên trả thù tôi đúng không cô được lắm ủa mà sao chú biết cháu ở đây lúc chiều chú có thấy mặt cháu ở nhà đâu cô cũng nhanh phết đấy cô chụp hình treo ở trên tường làm như tôi mù chắc cô lý nhí trả lời thì mù đúng mà cô được lắm vào đây cho cả nhà biết bộ mặt thật chứ tôi nghe chú khoa khen cô thật thà lắm mà cô lúc này không sợ nữa mà hất mặt nói cháu thật thà là đúng riêng chú thì sao cháu thật thà được chú cứ mách đi mách thoải mái cô nói xong chạy vèo một cái vào nhà mặc kệ người đàn ông đứng đó cô vào tới phòng đóng cửa lại thầu phì phò nếu chú ấy mà mách thì đúng là nhỏ mọn mà nhỏ mọn thì cô sẽ không bao giờ chào chú ấy nữa đẹp trai cao to thế mà tính tình hơn đàn bà đồ bê đê lẩm bẩm một mình tự nhiên thấy bụng hơi đói mà lúc chiều cô có dặn bác tuyết để cái đùi gà không biết có để phần cho cô không cô mở cửa ra ngó xung quanh mà chú ấy ngủ ở trên nhà chắc không xuống bếp đâu nên cô từ từ đi xuống bếp mở lòng bàn ra thì thấy cái đùi gà ở dĩa cô cười thầm đúng là bác tuyết tốt nhất cầm cái đùi gà chấm chén muối ớt đúng là đúng bài đúng món cô thích nhất nên cô say sưa ăn mà không biết có người đứng sau nên cứ thế suýt xoa mà nói chà mà ơi nó ngon giữ đất trời ơi ăn mà sao lầm bẩm một mình cô bất ngờ thì cơn ho sặc sụa cô vừa vỗ ngực mà ngó xung quanh tìm kiếm ly nước nước đây cô là con gái mà sao không thủy mị nết na gì hết vậy ngồi ăn cái tướng thế này thì làm sao ra con gái thục nữ nhỉ cô cầm ly nước uống một hơi nên mới không còn nghẹn nữa cô đứng dậy nói đủ nghe chứ sợ vợ chồng bác khoa dậy nữa cô nói kệ cháu đi sao chú có thích bắt bẻ cháu nhỉ cô chưa kịp nói tiếp thì chú ấy bỏ lên nhà trên làm cho cô bị hớ nhưng mặc kệ giờ ăn là trên hết. cô tiếp tục ăn, không vì câu nói của chú ấy mà làm bỏ lỡ cái đùi gà này được. ăn xong cô nhẹ nhàng dọn dẹp rồi đi lên phòng. thay đồ xong xuôi, cô thở dài một hơi rồi nhắm chặt mắt rồi ngủ. sáng hôm sau nghe tiếng gà gáy, cô ngồi dậy dụi mắt vì chưa tỉnh ngủ, nên cô cứ muốn nằm xuống, nhưng phải dậy đi cắt cỏ cho bò. cô đi ra ngoài vươn vai thì thấy chú ấy cũng dậy rồi. cô nhớ lại lúc tối nên không thèm để ý mà bước vào trong nhà vệ sinh cá nhân, rồi đi thay đồ ra đồng vừa cầm dao với cái bao đi ra thì gặp chú ấy ngồi ngoài ghế cô giả vờ như không thấy đi thẳng ra ngoài thì nghe tiếng chú ấy gọi này cô cô cứ giả vờ như không nghe thấy tiếng chú ấy nói đứng lại đi tôi nói chuyện này cô nghe vậy thì đứng lại quay lại nhíu mày nhìn chú mới sáng ra chú gọi cháu làm gì có chuyện gì sao không có thì cháu đi cắt cỏ cho bò về còn đi bán vé số nữa ô đi sớm vậy sao mà này quần cô cô chép miệng hỏi quần cháu thế nào Bộ chú chưa thấy quần này à Nếu chú thích cháu đi mua cho chú mặc nhá Quần cô bị rách phía sau Thấy cô còn màu đỏ kia kìa Cô nghe thế thì có chút hơi xấu hổ Hay là chuối đùa Cô say người qua lấy tay sờ thử thì ôi thôi Lúc này mặt cô đỏ như quả cà chua Cô không nói thêm gì mà bỏ dao với bao chạy thẳng vào trong nhà Đóng cửa thật chặt vào Cô vỗ vào hai má mà lầm bẩm Ôi trời ơi muốn độn thổ luôn trời ơi Quần rách hồi nào mà không biết hay là lúc nãy cúi xuống kiếm bao nhưng cái tủ kêu nên không biết rách quần trời ơi là trời giờ làm sao đối mặt với chú ấy đây mà nếu không có chú ấy thì cô mặc cái quần rách đi khắp xóm mất cô nhanh chóng vào tủ lấy quần khác mặc vào mà giờ xuống thì thấy ngại cô thở một hơi rồi đi ra ngoài chứ giờ không đi cắt cỏ thì biết khi nào mới đi cô mặc kệ dù gì hôm nay chú ấy cũng rời khỏi đây cơ mà cô đi từ từ ra thì đột nhiên nghe tiếng hù làm cô nhảy đồng la lên ôi trời đất thánh thần ơi Cô quay lại, thấy Ni đứng cười ngặt nghẽo. Cô đi tới véo tai Ni hét lên. Đau em, thả tay ra đi, đau quá. Biết chị mày hay giật mình mà mày còn hù như vậy à? Ai bảo chị đi như gà dù ấy? Thế chị đi đâu mà như ăn trộm vậy? Đi cắt cỏ bò. Thôi chị đi đây, lo ăn sáng rồi đi học đi. Dạ, em biết rồi. Cô nói xong thì đi ra ngoài lấy đồ rồi đi ra ruộng. Sáng sớm nên mọi người chưa ra đồng nhiều. Cô đi tới đám cỏ gần đấy rồi bắt đầu cúi xuống cắt thoáng chốc thì đầy bao, cô nhanh chóng thu gom lại, đi ngang qua khu vườn của bà chín thấy nhiều trái ổi, cô ngó nghiêng không thấy ai nên nhanh tay hái chục quả rồi cô cười khanh khách, kiểu gì bái mà biết bái hát cho mà nghe, nhưng bà chín keo nhất xóm ai cũng biết, nhưng bà chín keo nhất xóm ai cũng biết, nên chắc giờ bái mà biết bái đã rượt rồi. Cô bỏ vào bao cỏ, nhanh chân ôm chạy về nhà. Vừa đến nhà cô để bên góc rồi ngồi thở phì phò. Ngồi được một lát, cô đi lấy rổ rồi đi tới bên bao cỏ vừa nãy lấy mấy trái ổi ra đang định đi rửa thì bác tuyết đi từ trong ra hỏi ổi ở đâu mà có vậy tiên đừng nói cho hái trộm đó nha cô không giấu giếm mà gật đầu dạ cháu đi cắt cỏ ngang qua nhà bà chín thấy ổi chín mà không ai ăn nên cháu hái mấy trái đem về ăn chấm muối ớt ngon nhức nách luôn bác tuyết gõ đầu cô lần sau ra chợ mà mua bà chín mà biết thì không xong đâu bái vặt cho không còn cọng tóc đâu nha Cô cười khà khà, "Cháu ăn trộm thì phải chuẩn, không thấy ai cháu mấy hái, chứ để bà chín biết thì cháu giả vờ hái giùm bà chín. Thôi đi cô nương, lớn rồi, bớt con nít dùm lại bác với. Gần 18 tuổi chứ còn nhỏ đâu mà cứ như mới đưa cấp 2 ấy." "Cháu biết rồi ạ." À. Lúc này Quang Linh bước ra nghe được thì nói, "Ổi ngon quá nhỉ?" Cô nghe thế thì đưa rổ ổi ra, "Chú ăn không? Ổi sạch trên thành phố không có mà ăn đâu, cho chú đấy." Ổi ăn trộm tôi không thích ăn Cô tự đi mà ăn Cô nghe thế thì hất mặt Chú không ăn thì thôi Ổi này mà chú chê thì uổng phí cuộc đời Đã già mà khó tính nên ế vợ là đúng Cô ôm rồi ổi đi thẳng vào trong để lại chú đứng đó Quang Linh nghe cô bé này nói làm anh hơi khó chịu Mới nói chút xíu là cô bé này nói một lèo Anh không kịp nói câu nào Anh lắc đầu rồi đi vào bàn ngồi thì chú Khoa đi tới Ngủ được không Quang Linh? Anh trả lời Được chú ạ, à, chắc tại đi xe mệt nên cháu ngủ tới sáng Vậy à, vậy chờ bác nói con bé Tiên Pha ly cà phê cho mà uống Mà đã gặp nhau chưa Dạ rồi chú, mà mồm mép quá Ông Khoa cười Có cái miệng nó ở nhà cũng vui cửa vui nhà Sau này đi học thì không biết sao Dạ, giờ công nghệ hiện đại Gọi messenger là thấy mặt nhau ấy à Ừ, vậy cũng đỡ Ngồi đây chờ bác nhá Dạ, ông Khoa đứng lên đi vào bên trong gọi Thủy Tiên ơi Dạ cháu đây ạ, à, bác kêu gì cháu thế pha cho bác hai ly cà phê nha pha xong rồi đi mà thôi ở nhà đi tí bác đi ra kia bán cũng được ở nhà mà ôn thi đi dạ cháu bán được nhiều rồi đem về bác bán chứ tối cháu học cũng được ạ à? ừ thôi pha cà phê cho bác đi dạ bác khoa lên rồi cô đi tới bếp nấu chút nước nóng rồi pha cà phê nhưng suy nghĩ lại pha hai ly thì cô mỉm cười cô pha một ly cho bác khoa thường ngày uống còn một ly cô cho chút muối vào xong xuôi cô cười như được mùa cô bê lên nhà đặt xuống bàn mời bác mời chú uống cà phê cháu đi bán vé số đây ạ à. cô đi tới cầm sấp vé số rồi đi thật nhanh ra cổng thì nghe tiếng nói cà phê mặn quá chú ơi cô nghe thế thì tự cười thầm trong bụng chân chạy thật nhanh nếu không bác khoa kiểu gì cũng mắng cô cho mà coi chưa về thì chắc chú ấy cũng về rồi còn bác khoa thì cô sẽ nói bỏ nhầm biết nói dối là sai nhưng do chú ấy đáng ghét nên cô mới làm như thế Cô không suy nghĩ tới nữa mà đi bán vé số như thường ngày. Cậu mong hôm nay bán hết vé số. Cô nghĩ lúc nãy chưa ăn sáng nên bây giờ đói meo. Mà giờ chưa bán được tờ nào lấy gì mà ăn. Cũng tại chuối hết. Cô ỉu xỉu đi thì nghe tiếng gọi phía sau. Thủy Tiên ơi! Cô quay lại thì thấy anh Kiên đang đi tới. Cô hỏi. Anh gọi em có chuyện gì đấy? Anh chưa đi làm à? Anh đang đi đây. Sao cái mà ỉu xỉu thế kia? Chắc chưa ăn sáng chứ gì? Cô nhê răng cười. Anh hiểu em ghê. Nãy đi bán vé số mà quên ăn nên giờ đói anh ạ. À. Thôi anh đi làm đi. Em đi bán rồi em ăn. Bán được tờ nào chưa? Đưa đây. Anh mua cho hai tờ rồi có tiền ăn sáng. Cảm ơn anh Kiên. Anh mua mấy tờ cũng được. Hai tờ thôi bảo cô. Mua rồi lấy đâu mà sống. Đưa đây. Cô nhanh chóng đưa tập vé số cho anh Kiên. Cô nói Anh chọn hai con số này đảm bảo mà anh trúng giải tám. Anh Kiên cốc đầu cô. Ơ ừ, sao đánh em? Em nói đúng mà. Không kêu trúng giải đặc biệt đi nói giải tám. Giải này đủ cái mồm hai cô ăn không Cô chép chép miệng Đúng rồi nhờ Mà thôi anh giải nhất đi Chứ giải đặc biệt giàu rồi quên em nữa Ai dám quên Được rồi đây lo đi bán đi Ok em đi bán đây chào công tử Kiên nhá Anh Kiên lắc đầu Cô bé này từ nhỏ tới giờ Cứ gặp là cái miệng nói tía lia Không suy nghĩ về cô bé nữa Mà anh lái xe máy đi làm Buổi sáng hôm đó cô bán vé số rất nhanh hết Đúng là anh Kiên mở hàng là bán ngon mà Cô đi bộ về nhà thì không thấy xe ô tô đỏ nữa. Cô cười thầm, thế là nay hết gặp ông chú đáng ghét kia. Vừa vào nhà thì bác Khoa đang ngồi ở ghế. Cô nhớ lại chuyện lúc sáng, cô cúi gằm mặt đi vào nhưng bác Khoa gọi lại. Thủy Tiên, đến đây bác nói chuyện. Cô nghe vậy, biết kiểu gì bác cũng mắng cho một trận. Cô kéo ghế bên cạnh ngồi lý nhí nói. Cháu xin lỗi, lần sau cháu không làm vậy nữa. Chuyện gì mà xin lỗi? Cháu làm gì à? Hay không bán được vé số để đó tí bác ra kia là hết à Cô nghe thế thì có hơi lạ Cô cứ nghĩ chuối đã mách bác Nên nghĩ bác sẽ mắng nhưng mà không phải Vậy là chuối không nhỏ nhen rồi Cô đổi sắc mặt cười Cháu bán hết rồi Cháu cứ tưởng chuyện gì cơ Có chuyện này bác nói cho cháu biết trước thôi Chuyện học hành từ mai ở nhà học đi Vé số bác nhận ít rồi đi bán cũng được Lo chuyên tâm học hành để sau này có tương lai Bác thương con như con gái Nên bác chăm lo đến tận bây giờ dáng học có cái nghề chứ đừng ham chơi mà bỏ bê học hành sắp thi tốt nghiệp rồi còn tháng sau chưa mấy rồi lên thành phố nhập học nữa lên thành phố học theo cái nghề cháu thích chứ ở đây học không có tương lai đâu có gì bác lo bữa bác nói với cháu rồi mà cháu muốn học gần để có gì giúp hai bác chứ bác nuôi cháu ăn học thế này là cháu biết ơn lắm rồi ạ à. thôi bác còn có thằng ni có gì nó giúp cũng được dáng học hành sau này thành công thì lo lại cho bác cô nghe thế thì rưng rưng nước mắt cô thút thít khóc, công ơn hai bác, không biết khi nào cháu mới đền đáp được. cháu sẽ cố gắng sau này học hành rồi kiếm tiền nuôi hai bác ạ. À? ừ, chuyện đó tính sau. bây giờ lau đi nấu cơm ăn đi còn đi học nữa. này tự dưng chảy nước mắt ghê thật, lau dồm đi, không bác nhìn không quen. cô lau nước mắt rồi nở nụ cười. tại cháu xúc động quá thôi mà. cháu đi vào trong đây. ừ. cô bước vào phòng thay đồ, xong rồi bước xuống bếp lục đồ nấu ăn. Nghĩ lại xưa giờ không đi đâu xa ngôi nhà này Chỉ còn mấy tháng nữa cô phải lên thành phố Nhưng trước tiên cô phải thi đỗ tốt nghiệp mới được Mấy tháng sau Cô cũng thi tốt nghiệp xong rồi Hôm nay cô cùng bác Khoa lên thành phố nhập học Cô thích dạy học Nhưng sau khi thi tốt nghiệp Thì cô chuyển qua học quản trị văn phòng Đang mải mê suy nghĩ thì nghe bác Khoa gọi Đến nơi rồi Thủy Tiên Xem đồ có bỏ quên trên xe không Dạ đủ rồi ạ Ừ, ờ, giờ xuống xe rồi bắt xe grab qua chỗ người quen của bác lên trên đây nhớ gì bác dặn rồi nghe chưa dạ cháu biết rồi ạ à. mình xuống xe thôi bác cô cùng với bác khoa bước xuống xe rồi đi bộ cô quay sang hỏi mà chúng ta ở đâu vậy ạ à? chỗ người quen thôi đến nơi là cháu biết dạ đón được chiếc xe grab rồi cô cùng với bác khoa mỗi người đi một chiếc thế rồi cũng tới nơi xe dừng lại một ngôi nhà sang trọng cô mới thầm nghĩ bác khoa quen ai mà nhà to thế này thì làm sao cô ở được cô đặt giỏ sách xuống hỏi nhà ai vậy bác bác cứ nói người quen mà sao nhà này to vậy ạ à? thôi cháu không dám ở đây đâu hay là cháu thuê phòng trọ vừa học vừa làm cũng được chứ ở trong này cháu ngại lắm bác khoa thở dài chút nữa là cháu biết mà giờ người ta chắc không có ở nhà đâu cháu cứ ở đây không sao cả họ cũng ít về nên có làm sao đâu lo chuyên tâm học hành hai năm rồi ra trường rồi về ở đây đỗ tốn tiền trọ tiền ăn thì để bác gửi lên cho cô nghe vậy cũng xuôi nên gật đầu đồng ý miễn sao không phải nhà ông chú đáng ghét lúc trước cô phụ bác khoa xách đồ vào cổng bác bấm chuông thì có người phụ nữ đi ra bác khoa lên tiếng chào chị người phụ nữ mở cổng vui vẻ cười nói bác khoa ở dưới bình phước phải không dạ tôi đây ạ à. bác vào đi cậu chủ nói nay bác lên nên tôi chờ cửa đây còn đây cháu bác lên đây phải không đúng rồi vậy vào nhà đi hai người đi nắng nóng thế này vào tôi làm nước cam cho mà uống Lên đây ở và học Làm gì mang đồ ăn nhiều dữ thế Ông Khoa cười Có bao nhiêu đâu chị Cây nhà lá vườn cả thôi Ăn mấy chốc cũng hết thôi mà Nhà tôi chỉ có mấy thứ này thôi Của ít lòng nhiều Chị cứ lấy mà nấu cho chủ ăn Giống như con bé lên đây góp chung ấy mà Tháng tôi gửi lên cho Rau của nhà chồng không thuốc thang ăn cho đảm bảo Chị đừng khách sáo với tôi Vậy tôi cảm ơn nhé Tôi sợ cậu chủ lại trách tôi thôi à hai bác cháu vào nhà đi để tôi xách giúp cho cô lên tiếng cháu khỏe lắm cô để cháu xách cho ạ cô bé cũng lanh miệng quá nhỉ đem vào trong đi kẻo nắng dạ cả ba xách vào nhà đi vào trong nhà cô nhìn ngó xung quanh rồi thốt lên nhà to ghê nhà này mà ở chục người cũng không hết nhìn mà đã con mắt nhưng mà dọn dẹp cũng đã lắm đây người phụ nữ lên tiếng bình thường mà xưa cô giúp việc mấy nhà kia còn to hơn cơ lau chùi mệt lắm qua đây đỡ đấy Cô chép miệng rồi nói Từ giờ có cháu ở đây Cháu cùng cô phụ làm việc nhà Mà cô ơi Chủ có trả lương tốt không cô Bác Khoa nghe thế hỏi lại Thủy Tiên Sao lại hỏi như vậy hả Cô cười trả lời Thay vì cháu lên đây học mà ở ké Thì cháu xin làm giúp việc luôn Cháu không dành hết phần của cô đâu Cháu làm lương ít cũng được ạ à. Mà cô tên gì thế Gọi cô là cô Lộc nhá Dạ cô Cô gọi cháu là Thủy Tiên nhá Cô làm ở đây lâu chưa được nửa năm rồi cháu, từ ngày cậu chủ về đây là cô qua đây làm luôn, cậu cũng ít ở nhà, chỉ lâu lâu ban đêm về thôi nên cháu yên tâm. Dạ, vậy cậu chủ không về thì mình nấu ăn mỗi bác ăn thôi à? Nấu chứ, ngoài bác giúp việc ra còn giữ cháu của cậu chủ nữa. Cô thắc mắc hỏi, ủa, vậy cậu chủ già lắm ạ? À? Không, 35 tuổi thôi à. Vậy cũng lớn rồi, chắc có vợ rồi cô nhỉ? Chưa cháu, bao năm ở nước ngoài lo học rồi làm rồi mới về đây sinh sống cậu ấy bề ngoài lạnh lùng khó tính nhưng tốt lắm thôi ngồi đây cô đi pha nước cam cho uống cô nghe vậy thì có chút hơi lo lắng không biết có phải ông chú đáng ghét kia không vì bác khoa giấu không nói cô ở với ai cô quay sang hỏi bác khoa có phải nhà chú mà mấy tháng trước tới nhà mình không ạ à? cháu nói rồi cháu không ở nhà chú đó đâu cháu cứ ở đi sau rồi sẽ biết hôm đó có gặp nhiều đâu mà không thích cậu ấy nhìn thế thôi nhưng tốt tính lắm sao mà không thích cháu không thích ạ chú đó khó tính khó ưa lắm người ta đẹp trai giỏi giang như thế sau này mà có chồng y như cậu ta là cháu sướng lắm đấy cô dõng dạc nói cháu không bao giờ yêu chú ấy đâu cho cháu nhiều tiền cháu cũng không thèm ngồi đó mà chê đi sao mà quen kiểu thế bác không gả cho đâu bác yên tâm cháu sẽ kiếm chàng rể đẹp trai tốt tính đưa về cho bác mà giờ cháu học rồi kiếm tiền nuôi hai bác chuyện nó tính sau đi ạ ừ bác ở nay thôi mai bác về có gì thì để bác nhờ người ta cho Dạ bác cứ yên tâm ạ Cô Lộc cầm hai ly nước cam ra Hai bác cháu uống đi Để tôi xuống nấu cơm Cô nghe thấy đứng dậy nói Để cháu phụ cô Đi xe mệt thôi nghỉ đi cô nấu được Cháu không sao chỉ hơi say xe nhưng cháu phụ được mà Ừ vậy cùng cô nấu Kêu bác vào phòng kia nghỉ ngơi đi Dạ Cô quay lại nói với bác Khoa xong Thì nhanh chóng đi cùng cô Lộc vào bên trong nấu ăn Vì có ba người nên nấu thức ăn không quá cầu kỳ xong xuôi cô dọn ra bàn rồi lên gọi bác khoa xuống cũng may cô lộc dễ gần nên cô cũng thoải mái mới đó cũng đến chiều thì thấy cô lộc mặc đồ đi ra cô đi tới hỏi cô đi đâu đấy ạ à? cô đi đón môn về giờ sắp tan trường rồi vậy ạ à? môn học lớp mấy vậy ạ à? lớp 3 rồi cháu thôi cô đi đã không muộn cô nghe thế thì nói cho cháu đi với sau này cô bận cháu đưa về cho ạ à? cô lộc gật đầu đồng ý nên cô cũng đi theo hai cô cháu đi xe máy tới trường học nhìn trường cô thầm nghĩ đúng con nhà giàu nhìn thích thế không như ở chỗ cô đi tới cổng thì thấy bé gái thắt hai bím tóc rất dễ thương bước ra cô cười chào môn môn thấy người lạ nên đứng sát vào cô lộc mà hỏi ai vậy bà cô này tên là tiên ở quê mới lên cô ở cùng nhà luôn đấy cháu làm quen đi vậy ạ à, cháu chào cô cô nghe vậy thì cười gọi chị thôi em gọi cô làm chị thấy già lắm Môn đi học chắc mệt lắm nhỉ Về nhà chỉ có cái này cho Môn đấy Môn nghe vậy cười tít mắt Vậy hả chị, mình về đi Cô thấy Môn không khó mà thấy hòa đồng cô rất vui Vì ở quê con nít cũng hay tụ tập đến nhà cô chơi lắm Nên cô rất thích con nít Cô cùng cô Lộc chở Môn về nhà Vừa tới nhà thì cô thấy chiếc ô tô trông rất quen thuộc Vậy ngôi nhà này chính là của chú ấy Vậy mà bác Hoa chỉ nói người quen Vậy bây giờ cô phải làm sao đây Giờ đi cũng không được, vào cũng không xong cô đứng chôn chân tại chỗ thì cô lộc gọi thủy tiên sao không vào trong nhà đi cô nghĩ hay đợi chú ấy đi đâu rồi vào cô giả vờ nói cô lộc ơi cô vào nhà trước đi cháu ở ngoài này cho thoáng một tí ở quê quen giờ cháu lên trên này thấy hơi lạ cháu đi dạo xung quanh đây một tí cháu vào nhà liền nhé cô ở đây thành phố trộm cướp bắt cóc nhiều lắm cháu vào trong đi cháu ở ngoài này một tí thôi ở kia có ghế đá cháu ra ngoài tí cháu vào nhá cô lo cho mùn đi ạ Cô Lộc nghe vậy gật đầu dắt muôn vào bên trong. Cô thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm rồi đi về hướng chiếc ghế đá ngồi. Ngồi nhìn xung quanh không như ở quê, nhà nào đóng cửa thật chặt làm cô cảm thấy gỏ bó. Nếu bây giờ ở quê, giờ này cô đi chơi với mấy đứa trẻ trong xóm. Nhưng bây giờ lên đây lạ nước lạ cái, mai bác Khoa về cô không biết ở đây sẽ như thế nào khi đối diện với ông chú đáng ghét kia. Nhìn chú đúng dân thành phố, không như mấy anh trai ở xóm cô. Ở một hai ngày không sao, này ở hai năm liền thì cô phải sống thế nào nghĩ tới đây tự dưng cô thở dài nhưng nghĩ lại gia đình bác khoa nuôi đến giờ mà cô ra riêng thì tiền đâu bác đưa vậy cô phải cố gắng ở đây học hành rồi về quê cũng được cô sẽ tránh mặt chú được ngày nào hay ngày đó sao ngồi ngoài này cô đang suy nghĩ thì nghe tiếng nói làm cô giật nảy mình chú là ma à sao lúc nào cũng làm người ta giật mình thế cô làm gì sai mới có tật giật mình chứ cô bĩu môi đâu có đâu tại chú lù lù ra thì giật mình chứ sao tôi khỏi đi mà tránh mặt tôi hay sao mà không chịu vào nhà cháu mà biết là nhà chú thì cháu đã không đến đây ở rồi thế cô về đi bác khoa mà chịu cháu về rồi làm như cháu muốn ở đây chắc gặp mặt chú thì cháu hết muốn ở vậy để tôi vào trong nói với bác khoa để cô về nhé cô nghe thế thì hơi bối rối nếu đòi về thì sợ bác khoa buồn nên cô nói chú đúng là nhỏ mọn cô không thèm nói gì nữa mà đi thẳng vào bên trong nhà để lại ông chú đáng ghét đứng đó vừa vào tới nơi thấy bác khoa đang nghe điện thoại cô biết là đang gọi cho bác tuyết nên cô đi xuống bếp xem cô lộc thế nào nhìn xung quanh không thấy cô lộc đâu nên chắc đang lo tắm cho môn nên cô tự nấu ăn cô lấy đồ ăn lúc chưa cô cầm tới không biết khẩu vị mọi người thế nào nên cứ nấu theo kiểu ở quê cũng được ngước lên thấy chú ấy đang ngồi với bác khoa mà mắt thì cứ nhìn cô hay là sợ phá bếp của nhà chú ấy cô liếc xéo rồi quay lưng lại để khỏi nhìn cái bản mặt đáng ghét đó. Cô tập trung nấu thì cô lộc đi ra. Cháu nấu cơm tối à? Sao không để cô? Cô lo cho muôn nên cháu nấu cũng được. Chỉ sợ không hợp khẩu vị thôi ạ. À. Cậu chủ cũng dễ ăn. Muôn thì cũng dễ nên không sao đâu. Cháu nấu món gì đấy? Cháu kho thịt với nấu chút canh thôi ạ. À. Ừ, vậy cũng được. Đưa đây cô nấu. Cháu đi tắm đi rồi vào ăn cơm. Dạ, cháu đi tắm nhá. Cô xem tí là chín thôi ạ. À. Ừ. Cô đi tới rửa tay. Rồi đi lên phòng lúc chưa cô lộc chỉ nhưng khi ngang qua thì chú ấy nhíu mày nhìn cô cô liền hỏi sao ạ à? sao chú cứ nhìn cháu hỏi thế cô nhìn tôi nên mới biết tôi nhìn cô phải không làm gì có thôi không nói với chú nữa cô không để ý chú ấy nữa mà đi vào phòng mở vali lấy đồ rồi bước vào phòng tắm lát sau cô tắm xong để đồ vào cái thau gần đấy ăn xong cô sẽ lên giặt không cho mọi người chờ cơm nữa cô vừa bước ra khỏi phòng thì thấy chú ấy cũng bước ra cô không thèm nhìn mà đi thẳng xuống bếp. cô đi tới chỗ Mun đang ngồi, cô hỏi: muôn ở đây một mình thôi à? ba mẹ muôn đâu? ba mẹ em ở bên mỹ ạ. À? em về đây ở với chú linh ạ. À? sao em không ở bên đó mà ở đây? không nhớ ba mẹ sao? dạ, em có, nhưng em sống quen ở đây. ba mẹ em qua đó làm việc năm sau về đây nên em ở với chú linh. vậy à? em ngoan quá. thế đói bụng rồi chúng ta ăn cơm nhá. hôm nay chị nấu không biết hợp khẩu vị của em không? mùn cười để lộ hai hàm răng xuống em ăn gì cũng được ở nhà chú linh hay nói phải dễ ăn cho mau lớn ạ à? vậy à chị sợ em kén ăn không quen món chị nấu dạ chị ăn đi ạ à? cả nhà chỉ có cô với mùn vừa ăn vừa nói thì bác hoa lên tiếng thủy tiên cháu lo ăn để mùn nó ăn cháu nói nhiều vậy sao mùn ăn cơm được đi đâu cũng bắt sóng hết vậy mai bác về ở đây chăm chỉ rồi làm việc nhà có gì bác gửi tiền lên cho cháu làm có lương không ạ à? Con bé này, người ta cho ở nhờ còn đòi lương cái gì? Con gái thủy mỹ nết na dùm bác, bác mà nghe thì liệu hồn đấy. Cô nghe vậy thì không nói gì nữa mà cúi mặt ăn. Quang Linh từ nãy giờ im lặng ăn không nói lời nào, bình thường chỉ có muốn nói chuyện, bây giờ hai cái miệng nói thì nhà cửa trông khác lạ. Mà nhìn cô bé bị chú Khoa nói nên cúi gầm mặt ăn, chỉ có chú Khoa mới trị nổi cô bé này. Nhớ lúc gặp ở quê trông thật đáo để, không như những cô bé khác thì anh lên tiếng. Được, ở đây vừa học vừa dạy học cho môn tôi sẽ trả tiền lương cho ông khoa nghe vậy thì liền từ chối con bé nó giỡn đấy cháu cho nó ở đây là vui rồi chứ trả tiền cái gì đừng làm vậy chú ngại lắm không sao đâu chú khoa à môn cũng đang cần người kèm mà chắc thủy tiên cũng dạy được mà sao không dạy tiểu học lại đi học bên ngành quản lý rồi về quê xin việc được không ông khoa chép miệng nói sau thi tốt nghiệp lại đổi hướng thôi tùy con bé chú cũng không ép mà con bé dạy cho môn cũng được đừng có tiền nong gì có gì chú gửi tiền lên cho con bé cũng được mà thôi coi như cháu thuê thủy tiên dạy cũng được mà ở trong nhà tiện hơn mà chú ông khoa nhìn về phía thủy tiên rồi ngẫm nghĩ gật đầu thôi được có gì cháu cứ chỉ bảo con bé giúp chú nhé dạ cô nghe thế nói chen vào dạy môn thì cháu dạy kèm cháu không lấy tiền chỉ lấy tiền làm việc nhà thôi quang linh nghe thế thì nói hai việc đó có khác nhau gì không dạ khác mà việc nhà là lao động chân tay còn dạy là lao động trí óc khác mà chú ok cứ cho vậy đi ông khoa nãy giờ quan sát bình thường thủy tiên ở nhà không cãi ngang thế này mà chiều giờ hễ cứ thấy quang linh là con bé cãi ông lên tiếng thủy tiên ở nhà mình thế nào cũng được ở trên này nghe quang linh nha cháu dù gì cháu không biết trên này cái gì không biết thì hỏi quang linh đi đâu hay đi học phải nói cho quang linh biết nghe không dạ cháu biết rồi "Ừ, nhớ những lời bác dặn đấy. Dạ, vậy bác với chú lên nhà trên đi, cháu dọn dẹp nhé." "Ừ, dọn đi, nào không biết hỏi cô Lộc. Cháu biết việc mà bác, ở quê cháu làm hoài mà, bác cứ yên tâm đi ạ." Ông Khoa không nói gì mà đứng lên đi cùng với Quang Linh. Thấy bác Khoa đi rồi cô mới thở phào, lần đầu tiên đi xa nên bác Khoa dặn dò kỹ lưỡng, lúc chưa đi cô cũng hỏi mấy đứa bạn rồi, lên thành phố chỉ ở trong nhà làm cô buồn chân vô cùng. Cô đứng lên dọn dẹp chén bát đi rửa. Cô lập thì lau nhà, Mun thì ngồi bấm iPad, cô không quan sát nữa mà tiếp tục rửa. Xong rồi cô lau chùi bếp, dọn dẹp xung quanh rồi đi tới chỗ Mun đang ngồi chơi. "Mun ơi, vào phòng học bài đi em." Mun bỏ iPad xuống đi theo Thủy Tiên vào phòng, mặc dù mới biết nhau vài tiếng nhưng Mun cũng nghe lời cô nên cô cũng yên tâm. Đột nhiên Mun hỏi, "Lúc chiều chị nói cho em gì á?" Cô mới nhớ hũ điều răng, nhưng nhìn cái răng sún kia thì sao nhai, cô nói Mun biết ăn hạt điều không, răng xuống thế kia thì làm sao mà ăn? Thôi, hôm nào Mun thích gì chị mua cho nha." Mun nghe vậy thì gật đầu. Cô với Mun không nói chuyện nữa mà bắt đầu dạy Mun học. Bình thường ở dưới quê, cô cũng hay dạy, nên bây giờ đối với cô chuyện bình thường, Mun cũng thông minh nên rất dễ dạy. Lát sau dạy xong, cô cảm thấy buồn ngủ bởi lúc trước cô không ngủ, bây giờ mắt cô muốn nhắm chặt lại. Cô nói Mun lên giường đi ngủ rồi cô cũng đứng dậy về phòng của mình vừa tới phòng cô thấy chú ấy đang đứng bên ngoài hút thuốc trông rất suy tư cô muốn cho chú ấy giật mình nên cô đi từ từ tới vỗ vai chú mà la lên cô cứ tưởng chú giật mình nhưng mà không chú vẫn đứng im không nói gì cô biết bị hớ vì dám hù chú cô sợ bị mắng nên xoay người lại đi thật nhanh vào phòng đóng cửa lại cô phút ngực mà thầm nghĩ tự nhiên đi hù cái ông chú đáng ghét để giờ cô thấy ngại mà nhớ đồ chưa giặt nên cô nhanh chóng đi vào nhà tắm lúc nãy buồn ngủ mà hù Giờ mắt cô tỉnh luôn Chỉ có một bộ đồ nên cô giặt rất nhanh Nhưng giờ kiếm chỗ phơi Mà giờ thì cũng muộn rồi Nên cô đành phơi tạm trong nhà tắm cho ráo nước Rồi bước vào giường đi ngủ Đúng là nhà giàu Nằm trên nệm êm êm làm sao Cô ngồi bật dậy rồi đứng lên nhún nhún Rồi cô cười một mình Đúng là sướng thật Chứ bình thường cô chỉ ngủ trên tấm nệm mỏng chứ không dày như này Đột nhiên nghe tiếng gõ cửa Cô nghĩ hay lại là chú ấy nghe tiếng động mình nhảy Cô liền nằm xuống phủ mền ngủ Mặc kệ tiếng gõ cửa, nhưng vẫn nghe như vậy làm sao ngủ. Cô lắng tai nghe thì nghe tiếng gọi của Mun, cô liền đi ra mở cửa. "Mun chưa ngủ à? Có chuyện gì đấy?" "Chị cho em ngủ cùng với, một mình em ngủ buồn lắm." "Ok, vào ngủ với chị. Em lại làm chị tưởng ai?" Mun ngơ ngác hỏi. "Chị tưởng ai ạ?" À? Cô vội vàng nói, "À, không có gì, vào phòng ngủ thôi muộn rồi, mai em còn đi học nữa." "Dạ." Cô dẫn Mun lên giường nằm thì Mun nói, "Chị lên đây ở lâu không?" chị lên đây học em ạ à, hai năm rồi chị về chị không nhớ nhà à chị học về gì thế ạ à? dòng đời xô đẩy chị học quản trị văn phòng vậy à em cũng thích nhưng giờ em nhỏ bé nên không biết khi nào được như chị em ăn uống học giỏi lên là sẽ như chị thôi dạ em ăn uống bình thường mỗi tôi em không được ăn vặt chú linh không cho em ăn mà em không ăn vẫn xuống răng chị ạ à. cô cười em cũng đang thay răng mai mốt mọc răng đẹp hơn khuôn mặt em xinh như hoa hậu Môn cười tít mắt Vậy à chị, em mà sinh như hoa hậu Còn chị sinh như gì ạ à? Chị bình thường thôi Mà em ngủ đi, không sáng dậy không nổi đấy Dạ, em chúc chị ngủ ngon Nói xong, Môn cũng nhắm chặt mắt Lát sau cô nghe hơi thở nhịp nhàng của Mun biết là đã ngủ Cô đắp mền cho Môn rồi cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ Sáng hôm sau vì không như ở quê nghe tiếng gà gáy Nên cô đã dậy muộn Nhìn đồng hồ thì gần 6 giờ Cô giật mình tỉnh không kịp làm gì mà chạy vèo ra ngoài thì thấy chú đứng ngay ở cửa làm cô giật bắn người. Sao chú đứng đây? Tại sao tôi không được đứng đây? Mà cô thấy chú đứng ở cửa phòng chú biết đâu trùng hợp cô đi ra. Nhưng mà đây là nhà chú, cô nói vậy thấy cũng hơi sai. Nhưng cô cảm giác có gì đó không đúng lắm. Cô sở tóc thì hơi bù xù, quần áo cô sọc sạch vì mới ngủ dậy. Cô còn không mặc áo trong, lúc này cô tỉnh như sáo. Cô quay người vào trong không nói tiếng nào đóng cửa lại. Khuôn mặt cô bây giờ đỏ như gấc, Cô quên mình đang ở nhà người lạ chứ không phải nhà mình mà cô hớ hênh như này. Cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh nhìn vào gương thì mới thấy mình thật thảm hại. Lúc tối cô ngủ được một tí thì muôn nằm hơi quậy nên cô ngủ không ngon giấc. Tới sáng mới chợp mắt được một lát. Cô nhanh chóng đánh răng rồi ra ngoài đi tới giường gọi muôn. Dậy đi muôn ơi, dậy đi học nào. Muôn mắt nhắm mắt mở giọng ngái ngủ. Sáng rồi à chị, cho em ngủ tí đi. Dậy đi học nữa mà em, vừa dứt câu thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài cô đi ra mở cửa thì thấy cô lộc ở ngoài cô tìm bé mun ạ à? bé đang ở trong phòng cháu tối qua giờ mun ngủ với cháu à sau này lại qua cháu ngủ không biết để cô vào gọi chuẩn bị đi học nữa dạ mun lúc này đi ra cháu đây bà ơi tối qua cháu ngủ với chị tiên cho vui ạ à. cháu ngủ quậy lắm mai mốt qua chơi rồi về phòng ngủ nha mun dạ nói xong cô lộc đưa mun đi Cô cũng bước ra thấy bác Khoa đang ngồi với chú Do lúc nãy nên cô hơi ngại Không dám nhìn thẳng vào chú Cô ngồi bên cạnh bác Khoa rồi hỏi Mấy giờ bác về Bác mới gọi xe, giờ đi luôn đây Cháu ở đây rồi nhập học nha Nhớ những lời bác dặn đấy Dạ cháu biết rồi ạ Mà bác chưa ăn sáng mà đi ạ Để Quang Linh trở ra bến xe Mua ăn đỡ bánh mì cũng được cho kịp xe Dạ Khi nào về tới nhà gọi cho cháu biết nhé Ừ, ở lại, dáng giữ sức khỏe làm việc nhà giúp nha thiếu gì thì gọi bác dạ cháu biết rồi mà câu này bác nói cháu đã khắc sâu trong tim không thể hở ra được rồi ạ à. bác khoa gõ đầu Á à, đau cháu gõ hoài cháu sẽ học ngu không ra trường rồi không về gặp hai bác đâu đấy thôi cô bớt miệng giùm bác đi trên đây giữ ý tứ vào đấy dạ tuân lệnh đại nhân bác khoa lắc đầu rồi nói với quang linh có gì nói thủy tiên giúp chú chứ nó cứ nhây thế này sợ cháu khó chịu thôi quang linh nhìn thủy tiên mà nói không sao ạ, à, cháu trị được Cô nghe thế thì nói Chú làm gì mà trị được cháu, không có đâu Đúng thì cháu nghe, sai thì nằm mơ Thủy Tiên, cháu không được nói như vậy nghe không Trước mặt có bác mà cãi với Quang Linh như thế Sau lưng thì sao Bác nghe nữa thì liệu hồn đấy Nhà có sẵn con bò đang chờ cháu đấy Cô nghe vậy thì mặt ỉu xỉu Nhưng giờ bác Khoa đi thì cô vội nói Cho cháu đi tiễn bác về nhà với Thôi ở nhà đi Quang Linh đưa bác đi còn đi làm nữa Có gì gọi về nha cô nghe vậy có chút buồn nhưng phải làm sao được dạ cháu biết rồi bác khoa đứng lên cùng quang linh đi ra ngoài cô lững thững đi sau ngó ra từ nhỏ tới giờ cô được hai bác nhận nuôi họ coi cô như người nhà không phân biệt gì có gì đều cho cô cả thậm chí còn lo lắng khi cô bị bệnh điều đó cô rất thương vợ chồng bác khoa cô hứa với lòng sau này cô sẽ chăm lo cho hai bác lúc cô kiếm được tiền nhưng không biết bao giờ cô có thể báo hiếu được đây thì cô lại thở dài Sao chị đứng đó vậy? Nghe Mùn nói vậy, cô quay lại, chùi những giọt nước mắt còn đọng lại. Chị đứng xem bác Khoa đi đấy mà, em đi học đi. Dạ, hay chị đi cùng em đi, vài bữa chị quen đường chị đón em nhé. Cô nghe vậy thì gật đầu, vì còn tháng nữa cô mới nhập học, cô lên trước để quen dần. Giờ ở đây không làm gì, nên cô đưa đón môn đỡ phần cô Lộc đi cũng được. Cô nói, chờ chị chút, chị vào thay đồ là ra liền. Dạ, cô nhanh chân chạy vào phòng, lấy bộ đồ mặc vào rồi bước ra ngoài cùng với cô Lộc với bé Mun đi. Cô Lộc ké vào quán ăn sáng gần trong Mun ăn rồi cô hỏi Trên đây cháu tưởng nấu đồ ăn sáng chứ? Bình thường cậu chủ đi sớm, không thì ở công ty nên cô không nấu, chỉ đưa bé Mun ra ngoài ăn không à. Trưa thì cô ăn đại gì đó, còn tối thì cô với bé Mun ăn nên cô có nấu. Khi nào cậu chủ về thì gọi điện báo trước. Dạ. Ăn xong cô cùng cô Lộc dẫn Mun tới trường, cô cũng quan sát đường đi thật kỹ để sau còn đưa môn đi học nữa vài bữa nữa cô đến trường nữa chào môn xong cô cùng với cô lộc về nhà ngày hôm đấy cô mải mê làm việc nhà cùng với cô lộc thì nghe tiếng chuông điện thoại bàn ở trên phòng khách nếu bác khoa thì sao không gọi cho cô vào số của cô với lại chưa bác đã gọi về tới nhà rồi mà vậy đây là ai hay là chú cô nhìn xung quanh không thấy cô lộc đâu mà vẫn nghe tiếng chuông không nghe thì không được cô liền đi tới bắt máy alo Cô Lộc đâu mà cô nghe máy Thì ra là chú ấy cô liền nói Cô Lộc đi đâu rồi Cháu nghe máy không được sao Thế chú có chuyện gì nói cháu biết rồi cháu nói lại cho Nói cô Lộc tối tôi không về Đừng để phần cơm Ok đỡ mệt Cô được lắm vậy tối tôi về Cô chưa kịp nói xong thì chuối đã tắt máy Làm cô tức đỏ hết cả mặt Người đâu mà lạ lùng hết sức Mà cũng do cô nói đỡ mệt nên chuối về Rồi nhìn đồng hồ Thì cũng sắp tới giờ muôn về hay là cô lộc đi đón rồi thế rồi không nghĩ gì nữa nếu chú về thì cô phải nấu ăn cô vào bếp lại tiếp tục nấu mãi lúc sau nghe tiếng cổng mở thì cô biết ngay là cô lộc đưa mun về cô đi ra ngoài đón mun về rồi à dạ chị ăn kem không cô lộc mới mua kem cho em này chị ăn một cây đi vậy hả chị xin một cây nha dạ cô lộc đi vào còn cô với mun ngồi bên thềm ăn hai chị em ăn mà quên mất có người đi vào đột nhiên nghe tiếng nói của chú thì cô ngước lên Chú ăn kem không? Mà chú về nhanh thế Không ăn, nhà tôi thích về lúc nào thì về Cô cấm à? Cô nhíu mày khi thấy chú nói thế liền nói lại Chú vô lý thế Chú không ăn thì thôi, còn chú về thì kệ chú Cô không thèm để ý Mà quay sang hỏi Mun Ăn ngon không Mun? Lần sau chị dẫn đi ăn nhá Dạ, em thích Mà chú Linh ưu dẫn đi Quang Linh nghe thế thì nói Đi học về mà ăn kem, rồi sao tí nữa ăn cơm hả Mun? Ăn tí là tiêu mà chú Trời nóng quá nên con thèm lần sau ăn ít thôi, ăn nhiều đau bụng. Còn cô, lần sau không có sự cho phép của tôi, không được mua kem cho Moon ăn đâu đấy. Cô nghe thế thì ngớ người, cô có mua đâu mà trách. Cô vừa cắn cây kem xong thì nghe chú nói thế. Cô bực bội cầm cây kem lên, thấy chú đang cảm giảm, rồi cầm cây kem trên tay đút vào miệng chú rồi nói. Chú sợ đau bụng, thì chú ăn thử đi xem đau không? Không cho chú nói thêm lời nào, cô cầm lấy tay Moon đi thẳng vào trong cười như được mùa. Nhớ lại lúc nãy khuôn mặt chú làm cô cười to hơn Mùn cũng thấy vậy cười theo Lần đầu tiên em thấy chị dám chọc chú Linh luôn Tí nữa chú mắng cho mà coi Ở nhà chú rất nghiêm khắc lắm Xong chị rồi Cô nghe Mùn nói vậy thì nín cười ngay lập tức Vì bác Khoa đã dặn dò mà giờ cô lại làm thế với chú Nhưng cây kem chưa có gì đâu mà chú lại làm khó Ai bảo chú chê kem đau bụng sao Cô ngó nghiêng thấy chú đi vào Cô nói nhỏ với Mùn Tí Mùn tắm rửa rồi ăn cơm với chú với bà nhé Nói chị có việc ở trên phòng không xuống ăn được Có gì chị ăn sau nha Nói xong cô chạy ngược lại về phòng Đóng cửa thật chặt Cô cũng dẫn tí thôi mà Có làm gì quá đáng đâu Cô đi tới giường cầm điện thoại gọi cho Trang Được một lúc thì Trang nghe máy cô liền nói Đang làm gì đấy nhớ tao không Chứ tao mới lên đây tao nhớ mày lắm luôn Xì, Nhớ cái đầu mày ấy. Lên thành phố thế nào ổn không Lên đó ở sớm hay khổ Mày biết tao ở nhà ai không Là người ông chú già lúc về nhà tao ấy Tao cứ nghĩ là bác Khoa đưa lên chỗ người quen Ai ngờ là nhà ông chú đáng ghét đấy Hả? Thế nhà giàu không? Giàu, nhưng tao thấy gỏ bó quá Không vì bác Khoa chắc tao ra ở riêng rồi đấy Nghe nhà giàu là thích rồi Cứ tận hưởng cuộc sống đi Ở trên đó sống sướng đừng quên tao nhá Tao mà được đi Sài Gòn tao cũng lên cùng mày rồi Ở trên đó giữ gìn sức khỏe Ừ, mày có gì qua bác Khoa bác Tuyết giúp tao nhá Tao biết rồi, thôi tao đi ăn cơm đây Có gì gọi mày sau nhá Ok tắt máy xong cô nhớ nhà nên gọi cho bác tuyết nhưng không thấy bác nghe máy chắc là bận rồi nên để điện thoại lên bàn thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài cô đi ra ngoài mở cửa thì thấy cô lộc dạ cô cháu có việc gì sao không ra ăn cơm ra ngồi ăn cùng luôn đi cậu chủ mà ở nhà ăn là phải đủ người không có ăn trước ăn sau đâu cháu ra ăn rồi làm tiếp cô nghe thế thì gật đầu rồi đi theo sau vừa tới bếp thì đã thấy chú ngồi ở bàn cô đi chầm chậm đến bàn kéo ghế ngồi vào không dám ngừng mặt nhìn vì không có bác khoa nên cô cảm thấy ngột ngạt chỉ biết cắm cúi ăn không dám nói chỉ có bé mon hỏi gì thì cô nói chứ không như hôm qua miệng sao im thế tưởng ăn kem no rồi nên không ăn cơm nữa nghe chú nói thì cô ngước lên nhìn rồi trả lời nói nhiều thì chú cũng nói cháu im thì chú cũng nói sao im thế nào cũng không vừa lòng chú đây kem ăn chảy hết trong bụng rồi sao mà no được mà chú cũng ăn cây kem đó cũng no rồi sao chú còn ăn cơm Cô đúng là lắm trò Lần sau đừng cho bé muôn ăn kem nữa đấy Cô Lộc lên tiếng Cô mua đấy cậu chủ Tại thấy nóng Với lại lâu lâu cho bé muôn ăn không sao mà Cô mua à Cháu tưởng Thủy Tiên mua Cô lúc này hất mặt lên nhìn chú như thách thức Cô cũng muốn nói là không phải cô mua Nhưng lại ngại với cô Lộc nên im lặng không nói Chỉ biết nhìn chằm chằm chú mà tức Quang Linh biết mình trách nhầm Nên không nói gì thêm Đáng lẽ hôm nay anh ở công ty Nên anh điện thoại về nhưng cô bé này chả treo nên anh đứng dậy đi về luôn thì lại thấy hai cô cháu đang ăn kem thường anh thấy tầm tuổi như cô đã lớn suy nghĩ có chút chín chắn còn thủy tiên thì mồm miệng không ai bằng hành động không khác gì con nít không ai dám cãi anh mà cô cứ hễ ở trước mặt anh là cãi bướng còn dám chọc kẹo anh nữa anh biết nãy giờ cô sợ anh do dám bỏ kem vào miệng anh nên giờ mới im lặng như thế lại còn trốn không ăn cơm nên anh có nói cô lộc lên gọi xuống nên mới chịu xuống ăn anh không nghĩ nữa mà lại ăn tiếp Cô thấy chú ấy không nói Nên cô cứ tiếp tục ăn Chỉ có Moon quay sang nói với cô Mai em được nghỉ Chị với em đi với cô Lộc đi chùa nhé chị Sao lại đi chùa Cô Lộc lên tiếng Bình thường ngày 15 là cô đến chùa thắp nhang cho chồng con Nên có hay dẫn Moon đi Cô nghe thế thì nói Vậy hả cô cháu đi nữa Cháu lên chùa cầu nguyện cho ba mẹ cháu Bé Moon nghe thế thì hỏi Ba mẹ chị đâu rồi ạ à? Cô nghe vậy có chút buồn, nhưng cô quen những câu hỏi như này rồi nên cô trả lời Ba mẹ chị mất rồi Quang Linh biết nên lên tiếng Muốn ăn đi, không nói chuyện nữa Muốn nghe thế thì hiểu nên muốn nói Chị đừng buồn, ba mẹ chị sẽ vui khi chị vui vẻ Ừ, chị không sao đâu, chị nghe nhiều rồi, thôi em ăn đi Dạ Mọi người im lặng không nói tiếng nào mà tiếp tục ăn cơm Cô biết do mình nói thế nên không khí im ắng đi nhưng cô không muốn vì cô mà tâm trạng muôn khác đi Muôn ăn xong ra trước sân chơi với chị được không? Dạ, mà ra sân chơi gì hả chị Tiên? Tí ra thì biết Lát cả nhà ăn xong Cô bưng chén bát đi rửa Cô dọn dẹp xung quanh Nhìn lên thấy chú đang bấm máy tính Đã về nhà cũng làm việc Hèn chi giàu là phải Cô không nhìn nữa mà lau chùi nốt chỗ này Xong đứng lên rửa tay rồi đi tới phòng Muôn gọi Muôn ơi, chị xong rồi đây Ra ngoài sân chơi nào mùn mở cửa cười giơ tay ra chị ăn kẹo mút không bạn em cho lúc chiều ăn chú la đấy tối rồi không nên ăn kẹo cất đi chiều ăn kem không thấy chú la à mùn mặt xị xuống thì quay vào trong rồi đi ra ngoài nói đi ra sân đi chị ừ cô cùng với mùn đi ra ngoài đi tới ghế ngồi xuống cô nói ra đây chơi cho mát em cửa trong phòng chơi ipad hư mắt đấy ở quê giờ này trẻ con tụ tập chơi vui lắm vui lắm hả chị ở trên này chỉ đi học rồi về nhà cũng buồn lắm May mà có chị, từ nay em vui rồi. Sau này có dịp về quê chị chơi, vui lắm, tầm tuổi em cũng nhiều nữa. Dạ, thích thế. À, hình như chị không thích chú Linh nhỉ? Đâu, chị bình thường mà, sao em lại hỏi vậy? Tại thấy chị trước mặt chú thì chị hay nói, mà bình thường chú im lắm, có chị chú nói nhiều. Vậy chú ghét chị đấy. Ai ghét? Cô với mùn quay lại thì thấy chú đứng đó, cô hỏi. Chú thích nghe lén thật đấy. Cô nói to thế làm sao không nghe được? Mun lên tiếng, chú lại ra đây hút thuốc à? Chú lại nhớ chị Linda à? Còn Nít không nên nói leo. Thì cháu nói đúng mà, chú mà ra hút thuốc là nhớ chị. Hôm qua cháu còn nghe chú cãi nhau qua điện thoại mà. Quang Linh gắt lên, lần sau không được nghe lén với nói những lời này biết không? Dạ cháu biết rồi. Cô nghe thế thì nói vào. Do chú nói to thì Mun nghe thôi, còn không thì chú ra ngoài kia mà nói. Nói trong nhà thì Mun nghe, chứ chú lại quay qua trách, kệ tôi. Thì kệ chú đấy, thôi cháu đi ngủ đây. đang vui mất cả hứng. Cô đi thẳng vào bên trong, mùn lóc cóc chạy theo sau cô, cô quay sang nói. Em không ngủ đi, mai đi chùa. Dạ, em đi ngủ đây ạ. Thôi, em vào phòng em ngủ đây, chị ngủ đi, em ngủ hay quấy lắm. Sao em biết? Bác Lộc nói ạ, chúc chị ngủ ngon. Ừ, vậy em ngủ đi nhá. Mùn chạy thẳng vào phòng, cô cũng đi vào phòng cô, trèo lên giường nhìn vào điện thoại thì thấy gần 9 giờ tối giờ này bác tuyết cũng rảnh rồi cô bấm gọi bác nghe đây chưa ngủ à giờ này sớm mà bác cháu lên đây nhớ nhà quá bác ạ à. cái gì cũng từ từ rồi sẽ quen ở vài bữa là không muốn về đây chứ gì mà nhớ thế ở trên đó thế nào bác mày về khen trên đó giàu mà cậu ta cũng hiền lúc này cô chợt nhớ nên nói hai bác giấu cháu kỹ thật cháu tưởng nhà ai chứ nếu biết cháu thôi ở đó đi bác biết nên mới giấu đấy nhà người ta giàu có khó khăn người ta giúp đỡ lo ăn uống giữ gìn cho có sức còn học đấy thôi ngủ sớm đi dạ cháu biết rồi cháu chào bác cô tắt máy rồi nằm xuống bắt đầu chìm vào giấc ngủ sáng hôm sau cô dậy sớm hơn hôm qua vừa ra thấy cô lộc đang đứng quét sân ở ngoài cô đi ra hỏi cô dậy sớm thế sao không ngủ tí nữa đi cô hơi lớn tuổi nên ngủ ít lắm giờ sáng quét sân cho đỡ mọi người vậy ạ à? để cháu quét cùng cô nhé. Cần xong rồi, ra kia tưới cây cho cô đi. Dạ. Cô đi tới, kéo ống nước ra chỗ mấy cây cảnh rồi tưới. mải mê tưới thì nghe tiếng chú gọi. Hôm nay dậy sớm quá nhỉ? Cô quay lại thấy chú nhưng không thèm để ý mà tiếp tục tưới cây mặc kệ chú đứng đó. Đã tránh rồi mà cứ xuất hiện trước mặt cô. Tai điếc sao? Cô nghe thế thì dừng lại, giơ ống nước thẳng vào chú mà hết. Cháu đã điếc một con mù nữa đấy. Cô thì nghe tiếng chuông bên ngoài không biết ai mà tới sớm thế này cô không thèm để ý đến chú mà bước đi ra ngoài mở cổng vừa mở cửa ra thì thấy một cô gái xinh đẹp cô hỏi chị gặp ai ạ quang linh có nhà không em dạ có ạ chú đang đứng ở đằng kia mà chị là ai chị là bạn của quang linh vậy ạ thế chị vào đi cô gái ấy bước vào cô cũng đóng cửa lại đi theo sau vừa thấy cô gái đi tới bên cạnh chú chú cười nói vui vẻ cô nghĩ chắc người yêu của chú mới thế nhưng cô nhớ ra hôm qua nghe Moon nói cãi nhau Thì làm sao mà giờ thái độ như thế được Cô không quan tâm mà bước đi qua hai người đó đang đứng Quang Linh thấy cô bé bước vào rồi nên anh qua hỏi Sao đến đây sớm thế? Lên đây công tác à? Ừ, tôi lên đây công tác một tháng Ông cho tôi ở ké được không? Mà cô bé lúc nãy là giúp việc nhà ông à? Trông còn nhỏ thế Không, người quen ở Bình Phước Gửi con bé ở đây học đấy mà Cũng sắp là sinh viên rồi đấy Vậy à, thế ông với Linda sao rồi? Quang Linh thở dài Cô ấy không muốn về đây Nên hôm qua cãi nhau rồi Tôi cũng mệt mỏi với mối quan hệ không đi đến đâu Người ta ở nước ngoài sung sướng Ai mà muốn về đây Xác định thì cưới Chứ giờ ông cũng 35 tuổi rồi còn gì Ừ cũng muốn thế nhưng không biết sao giờ Hôm qua chúng tôi chia tay rồi Thế bà sao rồi Không đi thêm bước nữa à Mà vào nhà đi Ừ Cả hai bước vào nhà Đi tới bên ghế sofa ngồi Quang Linh nhìn thấy Thủy Tiên với cô Lộc đang đứng ở bếp Anh quay sang nói với Khánh Thi Tên của bạn anh Ngồi đây nhé, để tôi xuống nói cô Lộc nấu thêm phần bà nữa Ôi, phiền quá không? Không sao Quang Linh nói xong thì đi thẳng tới bếp gọi Cô Lộc, nấu thêm phần ăn sáng cho bạn cháu luôn nhé Được cậu chủ Sao cô gọi cháu thôi, đừng gọi cậu chủ Cháu nghe không quen đâu, cháu nghe kỳ lắm Cô Lộc cười Thì cậu thuê cô làm việc thì gọi thế chứ sao Cháu không quan niệm chủ tớ Cô cứ gọi tên cháu là được rồi Ừ vậy cháu lên đi cô nấu cho Cô nãy giờ nghe thế quay sang khiêu khích Vậy cậu chủ ăn không để cháu nấu Này ai cho cô xưng như thế Thì giờ chú trả lưng cho cháu rồi Thì cháu gọi như thế Dù gì chú cũng già hơn cháu cơ mà Ừ tôi già được chưa cô nấu đi Cô cười khoái chí khi chú ấy đã rời đi Cô quay sang hỏi cô Lộc Ai kia vậy cô trông xinh đẹp nhỉ Bạn của Quang Linh thôi nấu nhanh còn ăn đi chùa cho sớm nữa. Dạ, mọi người cùng nhau ăn sáng. Hôm nay có cô gái này nên thấy chú nói chuyện nhiều hơn, nhưng thấy giọng điệu cô này thì điệu chảy nước, làm cô thấy sao sao ấy, hay là do cô nói chuyện không như người ta nên mới thế. Cô không quan tâm nữa mà tiếp tục ăn cho nhanh, cô lộc lên tiếng hỏi, "Vậy Khánh Thi ở đây phải không? Để cô dọn dẹp phòng kia cho." Cô nghe thế thì nói, "Để chị ấy ở phòng cháu đi ạ, à? cháu qua ngủ với bé Mun nhé." Khánh Thi nghe thế thì cười phiền hai người rồi cháu ở đây công tác tầm một tháng là cháu về có gì nhờ mọi người giúp nhá Quang Linh lên tiếng Khánh thì cứ ở đây đi đừng khách sáo tôi cũng ít khi về nhà bận biệu ở công ty quá vậy à không có Linh thì chán chết cô nghe thế thì nói nhà còn có em với bé Moon với cô Lộc mà sao chán ạ à? Khánh thì biết mình lỡ lời nên cười gắng gượng ôi tôi xin lỗi tại khi xưa học cùng Quang Linh nên có chút quen nên mới nói như thế chứ không có ý gì đâu Cô nghe thế thì hỏi Vậy chị bằng tuổi chú Linh ạ à? Vậy chắc em phải gọi cô rồi Khánh thì nghe vậy thì xua tay Em nhiêu tuổi mà gọi cô Thôi cứ gọi chị cho trẻ đi Em gần 18 Mà chú 35 thì chị cũng 35 Em phải gọi là cô là điều hiển nhiên mà Thôi gọi chị đi Còn Quang Linh em gọi thế nào cũng được Trông em đáo để thật đấy Thế em lên đây học ngành gì Em học quản trị văn phòng chị ạ à. Khánh thì nghe vậy thì hỏi Dưới em không có à dạ không mà có thì xa quá với lại em cũng thích ra đây học có nhiều kinh nghiệm hơn ừ chị cũng có bạn làm bên ngành đó nếu không biết gì thì để chị hỏi cho dạ cảm ơn chị em sắp nhập học thôi còn sau này tính sau ạ à? chị ăn đi em ăn đây để tí em đi chùa nữa ạ à? vậy à em ăn đi cô không nói nữa mà tiếp tục ăn mùn từ nãy tới giờ cũng không nói gì mà im lặng ăn sáng ăn xong thì cô dọn dẹp gọn gàng rồi chạy lên thay đồ Bước xuống thấy cô Lộc với bé Mun, nhưng vẫn thấy chú ở nhà, cô đi tới hỏi: "Chú không đi làm à?" "Tôi đưa cô Lộc đi chùa rồi tôi cũng đi làm luôn, cô chuẩn bị xong chưa?" "Vậy à, tưởng chú đi với bạn chú chứ." "Khánh Thi cũng đi cùng luôn." Cô nghe vậy thì không nói đến nữa, dắt Mun đi ra ngoài cùng với cô Lộc, đến chỗ xe của chú. Cô biết ý nên dắt Mun ngồi vào giữa cùng với cô Lộc, còn Khánh Thi ngồi ở trên. Tầm 15 phút thì cũng đến chùa cô rất muôn đi ra khỏi xe nhìn khung cảnh xung quanh thật yên tĩnh ngày thường nên ít người tới cô với cô lộc cũng không cần chen lấn cứ nghĩ chỉ cô với mun cùng cô lộc vào trong nhưng sau nhìn thấy chú cùng với chị khánh thi cũng đi cô không để ý nữa mà bước vào vào trong cô thắp nhang cầu nguyện cho ba mẹ tới tận bây giờ cô cũng không biết có người thân không nhưng cô mặc cho số phận cũng may có những người tốt như bác hoa nhận cô chứ không bây giờ cô vẫn ở trại trẻ mồ côi đấy thắp xong cô đi tới thấy cô lộc đang nói với sư thầy nên cô cũng đi ra ngoài ghế đá ngồi nhìn ra xa thấy hai bóng dáng của chú và chị khánh thi nhìn hai người đó hợp nhau phết sao cháu ngồi đây cô quay sang thấy sư cô trông rất hiền hậu đang đứng bên cạnh cô cô đứng lên trả lời dạ cháu thắp nhang xong rồi giờ ngồi đây hóng mát ạ à? chùa là nơi thanh tịnh mỗi lần buồn cháu cũng hay đi chùa lắm sư cô đang định đi đâu vậy ạ à? tôi chuẩn bị quét sân thôi thấy cháu có vẻ buồn cô mỉm cười trả lời dạ mỗi lần vào chùa là cháu nhớ tới ba mẹ đã mất ạ à? sư cô đi tới ngồi bên cạnh cô cháu hãy cầu nguyện cho ba mẹ dù thế nào đi nữa cháu hãy sống thật tốt trên trời ba mẹ cháu sẽ cầu nguyện cho cháu buồn vui sướng khổ đều do chúng ta tạo ra chứ bây giờ nhớ ba mẹ mãi thì cũng thế chuyện qua rồi cho qua đi cháu à kiếp người trôi nhanh lắm dạ cháu cảm ơn sư cô ạ à. cháu quét cùng sư cô nhé Chứ sân này nhiều lá quá Không sao tôi quét được Cảm ơn cháu nhé Nhìn ra thấy cô Lộc cùng bé Mun đi ra Cô đi tới hỏi Xong rồi à cô Lộc Ừ chúng ta về thôi Về còn để Quang Linh đi làm nữa Dạ Đi ra ngoài thấy hai người vẫn đang nói chuyện Cô nói Tưởng chú vào thắp nhang để tu cái miệng chú Chứ ngồi đây chi cho khổ vậy chú Chú vào trong đầu chú thanh tịnh hơn đấy Cô nói đủ chưa Dạ chưa Mà thôi cháu không nói nữa đâu về nhà chú còn đi làm kìa chú nói chú bận mà chú đi theo làm gì vậy kệ tôi cô nói bớt lại đi cô nghe thế liếc xéo rồi cầm tay mun đi ra xe cô cố gắng mở cửa mà sao không mở được cô quay sang hỏi mun cửa sao chưa mở vậy chú chưa mở sao chị vào cô nhìn về phía chú đã đứng ngay xe mà không mở cho vào làm cô hơi quê nên mặt cô đỏ lên cô lọc hỏi sao mặt đỏ thế lạ không khí bệnh hay sao cô xua tay dạ không phải đâu cô cháu khỏe lắm quang linh lên tiếng nghe đâu dưới quê thủy tiên ít bệnh khỏe lắm cô lộc đừng có lo lắng cô nghe thế thì càng tức hơn tại trời nóng nên cháu đỏ mặt chứ không có gì đâu ạ khánh thi từ nãy tới giờ im du không nói nhìn cách nói chuyện của quang linh không thích cô bé này mà sao lại cho ở đây lúc nãy khánh thi không tiện hỏi thấy mọi người bước vào xe nên khánh thi cũng mở cửa bước vào về tới cổng nhà thì cô cùng mọi người bước xuống Cô cứ tưởng Khánh Thi cũng đi cùng chú Nhưng cũng bước xuống theo bọn cô Đi vào thì cô đóng cửa lại rồi vào nhà Cô đi tới phòng lấy đồ Thì nhớ tới phòng đã để cho chị Khánh Thi Nên cô lấy đồ bỏ vào vali Rồi kéo tới phòng bé Môn Cô gọi Môn ơi chị vào phòng với Môn nói vọng ra Chờ em tí ạ Môn chạy ra thì thấy cả vali thì hỏi Chị mang đồ nhiều thế Định đi đâu ạ Em quên rồi à Chị để phòng cho chị Khánh Thi rồi mà À Vậy chị vào phòng em đi Em ngủ quậy đừng la em đó nha Hôm kia chị biết rồi đó nha Không sao Mà chị hỏi này Chú Linh với chị Khánh Thi là gì đấy Bạn hay sao á Một lần em thấy chị ấy lên đây chơi rồi Ừ vậy hả Giờ cô cũng không biết phải làm gì Cô thay đồ rồi bước ra ngoài dọn dẹp cùng với cô Lộc Cô nhớ nhà chưa lau nên cô đi lau Đang lau thì thấy cô Lộc đang đi tới Cô đi đâu ạ Cô đi có chút việc lát cô về Ở nhà dọn dẹp giúp cô nhé Dạ vừa dứt lời thì nghe tiếng hét ở đằng sau. Cô cùng với cô Lộc nhanh chân chạy tới chỗ vừa hét, giọng hét đó không phải ai khác mà là của Khánh Thi. Vừa tới thấy chị ta nằm ngửa ngay cửa, vì cô vừa lau nhà sàn nhà hơi trơn nên chị ấy mới vấp té như vậy. Cô cúi xuống, đỡ Khánh Thi lên chỗ ghế gần đấy ngồi rồi hỏi, "Chị có sao không? Em tưởng chị nằm ở trong nên em đang lau nhà." Khánh Thi nén cơn đau ở lưng mà nói, "Chị khát nước nên ra ngoài, không biết em đang lau" Chị ngồi tí là hết đau ấy mà, em yên tâm đi Cô Lộc thấy vậy thì quay sang Thủy Tiên Để cô đi lấy dầu mà xoa cho Khánh Thi Cháu không sao đâu, giờ cũng đỡ rồi Thôi, Thủy Tiên cứ lau đi không bé muôn té bây giờ Dạ Cô Lộc cũng rời đi Còn cô quan sát xung quanh Nhìn sàn nhà có ướt lắm đâu Cô không suy nghĩ nữa mà tiếp tục lau lại Cả ngày hôm đó cô hết lau dọn nhà Rồi vào phòng muôn chơi Đến chiều bước ra ngoài Thấy chị Khánh Thi đang ngồi ở phòng khách Cô tới hỏi lưng chị sao rồi? Đỡ rồi em, mà Quang Linh khi nào về em biết không? Không chị, tại em cũng mới lên đây 2 ngày nên cũng không biết lịch trình của chú ấy, hay chị gọi thử đi. Vậy thôi em, lát Quang Linh về cũng được. Dạ, mà mai chị có ở nhà không để em nấu ăn? Mai chị tới chỗ chị công tác rồi, tối chị về đừng nấu cho chị. Dạ em biết rồi, thôi chị ngồi đây nhé, em đi nấu ăn đây. Cô đứng dậy đi vào bếp nấu ăn thì nghe tiếng cổng mở, chắc cô Lộc đi đâu về. Mùn thì ở trong phòng học bài Cô không để ý nữa Tiếp tục nấu thì nghe giọng chú ở ngoài Cô quay lại nhìn thì thấy chú xoa xoa lưng cho chị ấy Bạn bè quan tâm nhau phết Cô không quan tâm nữa mà lo làm đồ ăn Lát sau nghe tiếng chú ở sau lưng Cô lau nhà cẩn thận vào Lỡ mẹ bé mùn té thì sao Cô nghe vậy thì có chút khó chịu Vậy là chị ấy mách với chú Do cô lau nhà nên làm chị ấy té Cũng đúng thôi Cũng do cô mà ra Nhưng chị ấy đã nói không sao Vậy mà bây giờ lại nói với chú Cô bắt đầu mất cảm tình với chị ta Cứ nghĩ chị ấy hiền lành Nhưng bây giờ đã biết bộ mặt của chị ta Cô quay sang trả lời Cháu lau kỹ nhưng không biết làm sao chị ấy té Cháu xin lỗi đã làm bạn chú té nhá Tôi chỉ dặn cô như thế thôi Cô không thèm trả lời nữa Tiếp tục nấu ăn mặc kệ cho chú đứng đó Lát sau thấy cô Lộc đi vào Cô cũng nấu xong Cô đi thẳng vào bên trong phòng của Moon Mà không thèm nhìn hai người đang ngồi đó Bước vào phòng Moon cô hỏi Em đi tắm rửa đi rồi ra ăn cơm. Dạ em xong rồi, chị tắm đi rồi ra ngoài ăn cùng em luôn. Ừ, chờ chị tí. Cô đi tới vali, lấy bộ quần áo rồi vào tắm thật nhanh, xong xuôi cô bước ra ngoài đi cùng Mun đến bếp, cô bắt đầu dọn thức ăn ra bàn, rồi kêu Mun lên gọi chú với chị ta xuống. Bây giờ cô không có cảm tình với chị ta nữa nên không muốn gọi. Lát sau mọi người tập trung đầy đủ ở bàn ăn, cứ thế cô múc từng chén cơm rồi im lặng ăn không nói lời nào. Khánh Thi hỏi Em nấu ngon quá Cô định không trả lời Nhưng có chú ở đây nên cô nói Cảm ơn cô, cháu nấu bình thường thôi ạ Khánh Thi nghe thế có chút khó chịu nên nói lại Sao lại xưng cô Chẳng phải chị đã nói hay gọi chị cơ mà Dạ, chú nói ăn cơm không được nói chuyện ạ Khánh Thi nhìn khuôn mặt của Thủy Tiên Thì chắc có lẽ đang giận Lúc chiều Quang Linh về Cô ta giả vờ đau lưng để được quan tâm Nhưng không nghĩ Quang Linh đi xuống trách Thủy Tiên Nên bây giờ có thái độ đó với cô ta nên cô ta không nói thêm gì nữa. Quang Linh thấy vậy thì lên tiếng. Tôi nói cô để cô sửa, chứ không phải mà giận vô cớ như vậy. Cô nghe vậy thì bỏ chén xuống rồi nói. Thứ nhất, chú đã nói khi ăn không được nói chuyện. Thứ hai, cháu có nói là cháu lau khô, không biết cô Khánh Thi đi kiểu gì mà té. Cháu cũng hỏi cô bôi dầu không thì cô không bôi. Lúc chiều cháu đã hỏi cô còn đau không cô nói hết. Bây giờ chú lại quay lại trách cháu. Có gì thì nói trước mặt cháu, đừng nói sau lưng cháu không thích. Xin lỗi em, tại lúc đứng dậy chị hơi nhức lưng nên Quang Linh mới hỏi, chứ không phải chị nói là do lỗi của em." Cô trả lời, "Cô không có lỗi nên cô không cần xin lỗi đâu ạ. Cháu mới có lỗi thôi, mà mọi người ăn cơm nhé. Cháu vào phòng có chút việc đây, tí cháu ra rửa." Nói xong, cô đứng lên bước vào phòng, mặc kệ mọi người ngoài đó thế nào. Cô biết cô xử sự như thế là không được, mặc dù cô cũng ở nhờ thôi, nhưng ở nhờ cô vẫn làm việc nhà vẫn nấu cơm, chứ cô có làm biếng đâu chỉ vì lau nhà mà để bạn chú té là nói cô thế này thế kia sao cô ghét nhất nói xấu sau lưng cô cô không nghe được thì thôi đã nghe được cô phải nói bằng được nên khi ở quê cô chơi không một ai dám nói xấu cô mà để đến tai có lần bạn nữ kia nói cô là đồ mồ côi cô liền tới hai mặt một lời giờ chỉ việc lau nhà làm người ta té trong khi cô biết nhà cô có con nít cô lau rất cẩn thận vậy mà chị ta lại giả tạo đến như thế từ nay cô sẽ tránh mặt hai người đó đúng là hai người đó rất hợp nhau tưởng đâu chị ta hiền như cách chị ta nói giờ làm cô khó chịu vô cùng cô lộc thấy hành động của thủy tiên thì cô cũng có chút tò mò nên hỏi quang linh con bé sao vậy bình thường ăn cơm nó có vậy đâu kệ đi cô cháu nói lau nhà cẩn thận không bé buôn té mà làm mình làm bậy như thế đấy khánh thi tỏ vẻ buồn dạ tại cháu hết cô ạ quang linh chen vào thôi bà ăn đi nói qua lại cũng vậy à con bé con nít không suy nghĩ như mình Miệng nói thế tí quên liền à Ừ Cả nhà không nói lời nào mà tiếp tục ăn Xong xuôi Khánh Thi đứng lên dọn dẹp cùng Thì cô Lộc nói Cháu lên trên ngồi đi để đây cô rửa cho Với lại cháu đau lưng nữa mà Mùn cũng nói vào Cô lên trên đi ạ để đây cháu giúp bà ạ Cô đau lưng mà làm chú lại trách bà Lộc Để khách làm đấy Khánh Thi nghe vậy có chút khó hiểu Nên đứng lên đi về phía Quang Linh ngồi Mùn thấy cô Khánh Thi đi rồi thì đi tới bên cạnh bà lộc nói nhỏ cháu có thấy cô ấy đau lưng mấy đâu nhỉ chị thủy tiên đã kể cho cháu nghe mà cháu cũng nghe cô khánh thi nói không sao mà cô ấy lại mách chú linh để chú ấy mắng chị tiên cháu nhìn mặt cô khánh thi chẳng thấy hiền gì cả để cháu bưng chén với bà nhé vào phòng đi bà dọn được chứ không lại bể chén nữa bé mun cười khà khà rồi đi thẳng vào trong phòng chị tiên giận chú linh à cô đang dọn dẹp lại phòng cho bé mun nghe mun hỏi thế thì trả lời chị đâu có giận đâu, tại chị ăn no rồi, cả nhán xong rồi sao? dạ, xong rồi chị ạ, à. chị giận nên chị mới nói vậy. em cũng không thích cô Khánh Thi đâu. chị không phải ghét, rõ ràng chị hỏi thăm thế mà kêu đỡ, có chú về thì lại thế, thả kêu đau chị lấy dầu xoa cho vậy mà. thôi, em ngồi đây nhá, chị ra ngoài dọn dẹp với cô Lộc đây. dạ. cô nói xong bước ra ngoài, thấy hai người đó ngồi ở phòng khách, cô không thèm nhìn mà đi thẳng xuống bếp, thấy cô Lộc đang rửa chén, cô đứng bên cạnh rửa cùng. Sao giận vậy Thủy Tiên? Thì lúc nãy cháu nói rồi đấy. Cháu lau nhà lỡ một tí chị ấy té mà về còn nói với chú kiểu như do cháu muốn ấy. Vậy mà cũng xưng Khánh Thi là cô vậy. Thì cháu gọi cho đúng chứ chị ấy già hơn cháu cả chục tuổi nên cháu gọi lại cô. Cứ tưởng là hiền ai ngờ. Thôi kệ đi. Cô ấy cũng là bạn của Quang Linh. Mình giận cũng khó với chú Linh đấy. Dạ cháu biết rồi ạ. Từ mai cháu sẽ không tiếp xúc nhiều để tránh xảy ra chuyện ạ. Ừ dọn dẹp xong cô không biết làm gì cô vào phòng thì nghe tiếng chuông điện thoại nhìn thấy số của long gọi mà giờ thấy mun đang chơi trong phòng cô cũng ngại nói chuyện cô tắt máy rồi cầm điện thoại nhanh chóng đi ra ngoài sân bấm gọi lại nhưng long lại bấm bận rồi thấy số long gọi lại tiên nghe đây gọi có, có chuyện gì không mà sao tắt đi gọi lại thế hết tiền tiên thì sao tiên lên đó sao rồi ổn không khi nào nhập học vậy một tháng nữa long ạ à, còn khi nào long học cũng vậy á tiên ở quận mấy vậy xem thử Long gần không có gì Long qua chơi. Vài bữa nữa Long lên đó, chỉ Long địa chỉ chỗ tiên đi, Long qua chơi. Ok, tí tiên nhắn nhá. Ừ, có thích ăn gì không, Long đem lên cho. Thôi, mang gì cho nặng, tiền ở trên này mua được. Với lại bữa lên cũng mang nhiều đồ ăn còn chưa hết luôn á, cảm ơn Long nhá. Ừ, thôi nghỉ đi, có gì Long gọi sau nhá. Ừ, chào Long. Vừa tắt máy xong thì nghe tiếng chú. Không lo học mà lo yêu với trả đương thì làm sao có tương lai. Cô nghe thế quay sang nói Cháu yêu hay không là quyền của cháu Liên quan đến chú à Sao chú có thích nghe lén người khác thế nhỉ Ô hay Tôi ra ngoài hút thuốc gặp cô ở đây Chuyện của cô tôi thèm nghe không Chỉ vô tình thôi Cô lúc này tức xỉ khói định nói Thì nghe tiếng gọi ở phía sau lưng Quang Linh ơi Cô thấy Khánh Thi bước ra Thì cô không thèm để ý tới chú nữa Mà đi thẳng vào bên trong Khi đi ngang qua Khánh Thi Nghe cô ta gọi cô Cô cũng không thèm ngoái mặt lại Cô giả vờ như không nghe thấy khánh thi thấy vậy hơi ngại nên đi tới chỗ quang linh cô bé giận không thể nói chuyện với tôi tất cả tại ông hết đấy kệ đi mấy chuyện vớ vẩn thế mà giận biết khi nào mới lớn có gì tôi nói cho thế mai đến chỗ làm có cần tôi đưa bà đi không khánh thi cười nếu được thế thì tôi cảm ơn ông nhiều mà nghe ông bận lắm mà như vậy có được không đưa đi thì được về bà bắt taxi nhé ok thôi vào đi ngủ đi nói xong thì quang linh cũng đi vào khi đi tới phòng Mun anh đến gõ cửa. Cô nghe tiếng gõ cửa biết là ai nên cô quay sang Mun. "Chú Linh gọi cửa kìa, em ra xem chú nói gì đi." "Dạ." Mun đi ra mở cửa hỏi, "Có chuyện gì vậy ạ?" À? "Thủy Tiên đâu Mun? Chị ở trong à?" "Ừ." Quang Linh đi thẳng vào bên trong, thấy Thủy Tiên đang bấm điện thoại. "Thủy Tiên, cô cũng 17 tuổi sắp 18 rồi, mà sao cư xử như con nít vậy? Chuyện chẳng đáng gì mà giận hờn vô cớ thế là sao? Tôi chỉ dặn lau cẩn thận." Cô muốn tôi gọi về cho chú Khoa à? Từ ngày mai cô ấy bình thường cho tôi. Cô nghe gọi cho bác Khoa nên cô có chút hoang mang. Giờ chú ấy mà gọi cho bác Khoa thì cô bị mắng chắc nên cô ngước lên nhìn thẳng vào chú. Cháu biết rồi. Thôi cháu buồn ngủ rồi ạ. Quang Linh nghe vậy thì quay ra ngoài. Anh không nghĩ cô gái này bướng đến như thế. Cô mặc dù tức giận nhưng không thể làm gì. Cô gạt qua suy nghĩ mà gọi Mon đến ngủ. Sáng hôm sau dậy Thấy chú Quang Linh cùng với chị ta ở trước phòng khách chắc chuẩn bị đi. Cô không quan tâm mà bước ra ngoài, mặc kệ hai người ngồi đó mà cầm lấy chổi quét. Đang quét thì thấy chú đứng trước mặt cô hỏi. Chú có chuyện gì cần nói sao ạ? Vào trong, nấu đồ ăn sáng trong môn đi, tí con bé còn đi học. Cô nghe thế thì nói. Tí cháu dẫn môn đi ăn quán, chú khỏi lo. Sáng nấu ở nhà cho hợp vệ sinh, chứ suốt ngày ăn quán không tốt đâu. Nhưng cô Lộc nói sáng hay ăn ở ngoài để môn kịp đi học mà, Vậy từ mai dậy sớm nấu cho môn Còn không thì cô nấu hết cho cả nhà Chú cũng ít về nhà thì mắc gì phải nấu Từ mai tôi sẽ về nhà thường xuyên Cô cứ chuẩn bị cơm tối cho tôi đi Cô nghe thế thì gắt gỏng Cháu đã nói rồi Chú mà cứ gọi cô này cô kia Cháu già lắm à Nhìn mặt chú không thích cháu ở đây thì phải Cháu nấu đồ ăn, làm việc nhà dạy môn học Chứ cháu có ngồi chơi đâu Cháu ở ké cháu cũng hiểu chứ Tôi muốn tốt cho cô thôi còn nói ở ké thì không nên nghĩ như vậy Chú Khoa buồn đấy Cô không nói gì mà cúi xuống tiếp tục quét Đột nhiên cô ngước lên Thấy Khánh Thi thì cô không quan tâm Đã mất lòng một lần thì lần hai cô coi như bình thường Không niềm nở được như lúc đầu Cô mặc kệ chú đứng đó mà quét Cô cua trổi gần chân chú Nên mới chịu đi chứ không lại đứng càm ràm Lát sau thấy hai người đi rồi Cô cũng quét sân xong Bước vào nhà thấy cô Lộc dẫn muôn ra Cô đi tới nói Chờ cháu chút ạ à? Này cháu ở nhà đi cô đưa môn đi học rồi đi siêu thị mua ít đồ dùng dạ cô cần cháu đi cùng sách đồ không cô thôi cô mua vài món về liền lát cô về rồi mua đồ ăn sáng luôn dạ thế cô cứ ăn cùng bé môn đi cháu pha mì tôm ăn cho nhanh ừ thôi cô đưa môn đi đây dạ cô lộc đưa môn đi rồi cô không biết làm gì nữa vào trong bếp pha gói mì tôm ăn đang ăn thì nghe tiếng bước chân đi vào cô ngước nhìn lên thấy chú cô lên tiếng hỏi ủa Sao chú về lại Chẳng phải đưa cô Khánh Thi đi rồi sao Mà chú đi gì như ma vậy Nhà ăn trộm vào cũng không biết luôn nhỉ Nhà tôi về không được sao Mà không đi với cô Lộc mà ngồi đây ăn mì tôm Tôi đã bảo nấu rồi cơ mà Cô bỏ đũa xuống rồi trả lời Cô Lộc đưa môn đi rồi Cô kêu có việc mua gì nên cháu không đi theo Sáng mai cháu nấu được chưa Thế tối nay chú có về không để cháu nấu cơm thêm Không Tối nay tôi bận Nói cô Lộc không nấu nhá Dạ cháu biết rồi vậy xong chưa chú để cháu ăn không mì nó lại nở miệng cô thì thế nào chẳng ăn được chú chưa nói xong thì chú đã đi làm cô tức tối ăn cũng không xong cô ăn nhanh thật rồi thấy chú cầm sấp gì đó lướt qua cô cũng mặc kệ cô mau chóng rửa tô rồi bước vào phòng xem những đồ sắp tới cô cần thêm những gì vì ở dưới quê cô cũng mua sẵn hết rồi hai tuần sau thời gian này cô cũng không gặp khánh thi vì chị ta cũng bận đi tới chỗ công tác chú thì bữa về bữa không nên cô cũng thấy thoải mái hơn, không còn khó chịu như lúc đầu. Đang loay hoay lau nhà thì thấy bóng dáng của chú với Khánh Thi bước vào. Lúc đầu cô định gọi cô, nhưng vì chú nói không xưng hô lại chú gọi nói với bác Khoa, nên cô gọi bình thường lại. Cô thấy vậy thì lên tiếng. Chú với chị đứng ngoài kia tí, cháu lau xong rồi vào nữa không té nữa ạ. À? Quang Linh nghe thế thì nói, lần sau lau, vắt cây cho khô rồi lau. Cháu lau vậy mà, sợ chú té nên cháu nói vậy thôi, vậy chú vào đi, té dáng chịu lắm chuyện quá đấy thì cháu có ít chuyện đâu từ nay xưng em cho tôi tôi già lắm đâu mà cứ cháu cháu ơ ờ, này chú ăn trúng cái gì thế thế chú xưng cháu là cô đấy sao giờ có nói không dạ em biết rồi chú nghe lọt tai chưa được nói xong quang linh mỉm cười đi thẳng vào trong để lại khánh thi đứng sau khánh thi nãy giờ nhìn khuôn mặt quang linh có chút khác lạ khi nhìn cô gái này nhưng cô ta không có quyền gì để hỏi cô từ nãy giờ có chút bực bội nếu không phải ở nhờ thì cô không phải nghe theo chú ấy cô lau nhà thật nhanh lát sau thì nghe tiếng chú gọi cô lộc thì cô đi tới hỏi chú hỏi cô lộc làm gì để cháu đi gọi cháu hay em cho nói lại cô nhăn mặt nhưng đành nói dạ em được chưa em đi gọi cô lộc nhá tốt cô hậm hực đi lên phòng gọi cô lộc ra cô ơi chú linh gọi cô có việc gì ấy ừ cô ra liền đây cô lộc đi ra ngoài rồi tiến tới chỗ chú linh vì thế cô cũng đi sau Chuyện gì vậy cháu? Quang Linh bỏ điện thoại ra rồi nói Tối nay cô không cần nấu ăn nhá Tối nay cháu đưa cả nhà đi ăn nhà hàng Cô nghe vậy thì liền từ chối Thôi, mọi người đi đi, em ở nhà Hồi giờ không đi nhà hàng em không quen đâu Mùn đi tới Chị đi cùng em đi Lâu lắm chú Linh mới đưa cả nhà đi ăn mà Chú Linh hay bận ở công ty Dạo gần đây chú mới hay về Chứ bình thường chú đi mất hút mà chị Đi đi chị Tiên Chú em nhiều tiền đi ăn bớt tiền thôi mà Ai nói chú nhiều tiền hả Mun? Mun suy tư nói Chú nhiều chú mới mở công ty chứ Chú nghèo chú làm gì bận việc như thế Cháu đã xa gia đình Còn mỗi chú mà chú đi cả ngày cả đêm Ai chơi với cháu Giờ có chị Tiên chơi với cháu thôi Cô nghe thế thì đành đồng ý Trương Mun nói thế cô cũng thương Vì cô hiểu cảm giác không có ba mẹ bên cạnh Cô trả lời Chờ chị lên thay đồ đã nhé Khuôn mặt Mun nở nụ cười Dạ vâng Cô đi vào trong kiếm một bộ đồ mới ra mặc vì lần đầu cô được đi nhà hàng bước ra ngoài thì thấy ai cũng ăn mặc đẹp nhìn chị khánh thi thật sang trọng khi đứng bên cạnh chú cô đi tới nắm lấy tay bé mun cả nhà cùng ra ngoài vì quang linh không có khắt khe nên việc cô lộc đi cùng là điều hiển nhiên chú lái xe tới nhà hàng sang trọng lần đầu tiên cô được bước chân vào đây cô thấy ngạc nhiên vô cùng nhìn ngó xung quanh toàn là những vị khách xinh đẹp chú đặt một phòng nhỏ dành cho gia đình vừa bước tới cửa cô tháo giày ra thì nghe mun nói Chị Tiên mang vào luôn đi, sao lại bỏ giày ra? Cô ấp úng trả lời. Không phải vào phòng thì thả giày ra hả em? Nhìn phòng sạch láng bóng mà. Vừa dứt lời thì nhân viên đứng bên cạnh mỉm cười. Cô thấy hơi lạ, nhưng muốn nói vậy nên cô mang vào, rồi lại bước vào cùng với mun đến ghế ngồi. Cô nhìn ngó xung quanh, trang trí thật đẹp mắt, cô liền suýt xoa thốt lên. Ở đây đẹp thật, mà đồ ăn chắc cũng nhiều tiền lắm nhỉ? Cả nhà buồn cười với câu nói của cô, làm cô không biết sao mà lại như vậy, cô đỏ mặt cô hỏi cháu nói sai ở à, cô lộc cô lộc cười lắc đầu mà nói cháu đúng là ngây thơ thật đấy thôi ngồi yên lặng ăn đi sau này có dịp đi nhiều rồi biết tại ở quê chỉ có quán ăn nhỏ xíu thôi cháu chưa tới nhà hàng như này bao giờ ạ à? quang linh lên tiếng để sau này tôi đưa em đi được chưa cô nghe cách xưng hô của chú thì hỏi chú cũng gọi em là em rồi sao hết cô rồi à sao lắm chuyện thế gọi món đi không mua nó đói bây giờ khánh thi từ nãy tới giờ không nói lời nào chỉ im lặng quan sát trong lòng khánh thi có chút ghen ghét với cô gái này không biết là thật hay giả vờ tầm tuổi cô gái này khánh thi đã đi nát hết rồi mà giờ còn nói thế làm cô ta cảm thấy buồn cười cô ngắm nghía menu nhìn thấy món thịt bò thì cô chỉ vì hôm nay chú đãi thì tội gì không gọi lát sau nhân viên đưa thức ăn ra cô thấy món cô gọi mà sao cục thịt nó to như này họ không cắt ra cho cô sao cô ngơ ngác nhìn thì thấy con dao với cái nghĩa bên cạnh cô định làm thì chú lên tiếng đưa đây cô thấy chú nói vậy thì hỏi dạ đưa làm gì ạ à? đưa tôi cắt cho không em cắt được mà mùn nói chị đưa chú linh cắt lát cho dễ ăn đây là nhà hàng tây nên hơi khác ạ à? cô cười vì cô thua cả bé mùn nhưng cô không muốn phiền chú nên trả lời em tự cắt được cảm ơn chú Hoàng linh thấy thủy tiên bướng với mình thì anh đứng lên giành lấy dĩa thịt từ chỗ thủy tiên mặc kệ bao ánh mắt nhìn anh anh ngồi cắt từng miếng rồi đặt trước mặt thủy tiên nói ăn đi em có tay em tự làm được mà thế có ăn không có cảm ơn chú bé mun cười khà khà hỏi chú quan tâm chị tiên thế lúc mới lên mắng chị tiên không à quang linh nghe thế nhưng không trả lời mun mà nói cháu lo ăn đi còn nít không nên để ý mấy chuyện này mun nghe thế không nói gì nữa cúi mặt ăn phần của mình cô cũng cảm thấy dạo gần đây chú cũng không làm khó cô nhưng đĩa thịt được chú cắt thì cô cứ ăn thôi Khánh thì nãy giờ quan sát Quang Linh Có vẻ quan tâm Thủy Tiên Nên cô ta chắc chắn là Quang Linh thích Thủy Tiên rồi Cô ta quay qua nói Quang Linh Mấy ngày nữa ông có thể đưa tôi về không Tôi xong sớm hơn dự định Thế à Ngày nào để tôi sắp xếp Tầm 3 ngày nữa thôi Vậy cũng được Cuối tuần tôi rảnh Ok cảm ơn ông nhé Cơ mà dạo gần đây Ông thức khuya lắm hay sao mà mắt thâm quầng thế kia Tí tôi về đưa tuyếp này cho bôi nhé Tôi không sao, dạo gần đây công việc cũng nhiều nhưng giải quyết xong rồi nên bà yên tâm đi. Bây giờ trai độc thân rồi, chắc tôi sẽ theo đuổi ông được không nhỉ? Cô nghe chị Khánh Thi nói vậy thì ho sặc sụa, cô liền vỗ ngực để không thấy nữa, chú nói, ăn từ từ thôi, có ai rảnh đâu mà ăn thế hả? Cô cầm ly nước uống một hơi rồi trả lời, tại cục thịt nó vướng ngay cổ thôi mà. Lý do không thiết thực, tôi lo ăn đi, từ từ thôi, muốn ăn nữa thì gọi thêm. Dạ mùn nghe hàm răng xuống nói chú ơi ăn xong chúng ta đi xem phim hay ăn kem đi chú lâu rồi chú không dẫn cháu đi ạ à. quang linh nghe thế thì đồng ý bây giờ anh cũng rảnh nên không từ chối mùn như mọi hôm được ờ ăn đi rồi tí nữa chú đưa đi ăn kem chứ coi phim cô lộc có chịu đi đâu mùn nghe thế vui vẻ quay sang bà bà ơi hay chúng ta đi coi phim đi bà bà đi cho biết bà nhá bà già rồi bà không coi được đâu để mai chú linh dẫn cháu đi nha mùn Quang Linh nghe thế thì nói Thôi, hôm nay chúng ta ăn rồi về Mai chú dẫn cháu đi coi phim chịu không? Mùn nghe thế gật đầu cười Dạ, chú Linh hứa mai dẫn cháu đi đấy Giờ lo ăn đi Chứ nói mai đi được là đi Yeah, cháu ăn đây ạ à. Mọi người không nói thêm gì nữa mà cùng nhau ăn tối Cô đang ăn thì nghe tiếng chuông điện thoại gieo Cô nhìn vào số điện thoại Thấy số của Long Chuyện gì đấy Long? Mai tiên rảnh không? Long đến chỗ tiên nhá Long lên sớm hơn dự định nên muốn gặp tiên Vậy hả? Tí nữa tin gửi địa chỉ cho qua nhé, giờ Tiên đang ăn tối. Ok Tiên." Cô tắt máy rồi bỏ vào túi, nhìn lên thấy ai cũng nhìn mình thì cô lên tiếng. "Mọi người sao lại nhìn em ạ?" À? Mùn hỏi. "Ai thế chị Tiên? Ngày mai bạn chị lên đây hẹn gặp ấy mà. Trai hay gái vậy ạ? À? Thấy chị nói chuyện nhẹ nhàng thế, không như nói chuyện với chú Linh. Bạn trai học cùng lớp với chị thôi. Vậy à, thôi, em no rồi, em cũng không ăn nữa đâu." quang linh nghe thế thì đổi sắc mặt nhưng không nói gì nữa gọi nhân viên tới tính tiền xong xuôi mọi người đứng lên rồi trở về nhà vừa tới nhà cô dắt bé mun vào nhà cùng cô lộc để lại quang linh với khánh thi ở phía sau đang đi thì khánh thi lên tiếng đến ghế đá đằng kia chúng ta có thể nói chuyện một chút được không có chuyện gì sao bà không vào ngủ đi mai còn làm việc tôi chưa buồn ngủ với giờ còn sớm bữa giờ tôi cũng không gặp ông nhiều cho dù ở đây ừ đến ghế ngồi đi. Anh cùng với Khánh Thi tới bên ghế ngồi, anh hỏi. Chuyện gì bà nói đi? Khánh Thi chậm chậm nói. Quang Linh, tôi biết nói như này ông sẽ không tin, nhưng tôi sợ không còn cơ hội nữa. Nếu ông không chấp nhận thì cũng không sao, nhưng hãy coi tôi là bạn bè, đừng vì thế mà không nói gì nhé. Chuyện gì bà nói đi, tôi không hiểu gì hết. Hứa với tôi, nếu không được ông vẫn coi tôi là bạn nhé. Ừ, tôi hứa. Khánh Thi thở dài rồi chậm chậm nói tôi yêu ông tôi yêu từ khi ông chưa qua mỹ tôi đã chôn giấu tình cảm của tôi từ khi ấy tôi sợ ông không thích tôi sợ tôi nói ra ông không coi tôi là bạn từ khi nghe tin ông có người yêu lúc đó trái tim tôi tan vỡ trong lúc đau khổ tôi đã đồng ý lấy hoàng để bây giờ trở thành một người đã từng ly hôn chồng tôi biết bây giờ sẽ không xứng đáng với ông nhưng tôi không thể im lặng được nữa quang linh bất ngờ khi khánh thi nói yêu mình bởi anh chỉ xem cô là bạn cho dù anh mới chia tay bạn gái không bao lâu nhưng anh không thể có tình cảm với khánh thi dù thế nào tình cảm của anh chỉ là tình bạn không thể là tình yêu được anh trả lời tôi xin lỗi tôi chỉ coi bà là bạn thôi tôi không thể yêu bà được khánh thi lúc này rơi những giọt nước mắt trên má khóc thút thít chúng ta không thể thử yêu nhau được à tôi có gì không xứng hay là ông thích con bé tiên nếu không chấp nhận tôi quang linh nhíu mày hỏi khánh thi bà đang nói cái gì thế con bé nó còn nhỏ tôi coi như em gái ông đừng nói thế tôi nhìn ánh mắt ông quan tâm em ấy đấy không phải em gái mà lại yêu khánh thi bà bình tĩnh lại tôi nói không là không nhưng bà không thể nói như vậy được thôi đi ngủ đi không tôi không buồn ngủ quang linh đang định quay đi thì đôi môi của khánh thi chạm vào môi anh làm anh giật mình đẩy khánh thi ra chưa kịp nói thì thấy thủy tiên đang đứng trước mình cô đang định đi ra ngoài đóng cổng thì vừa dừng bước thấy chú với khánh thi hôn nhau làm cô đứng chôn chân tại chỗ chưa kịp quay lại vào nhà thì thấy chú linh nhìn cô cô giả vờ che tay trước mặt mà cười giả lả em không thấy gì hết chú với chị cứ tiếp tục đi em đi đóng cổng đây cô nói xong chạy thật nhanh ra ngoài đóng cổng cô mà biết hai người đó thế cô đã không ra rồi ôi rồi ôi giờ đi vào trong thì cũng ngại cô mở cổng ra rồi đóng lại đi tới ghế đá phía đằng kia ngồi đúng như cô nghĩ khánh thi yêu chú linh mà nhưng cô cảm thấy chú không thích chị khánh thi nhưng không thích thì sao để chị ta hôn như thế cô lắc đầu để không phải suy nghĩ chuyện vừa rồi thì nghe tiếng nói bên cạnh vào nhà đi đóng cổng mà sao chạy ra đây ngồi cô giật mình nhìn sang thấy chú quang linh đứng bên cô trả lời em ra đây ngồi hóng mát một tí chú không nói chuyện với chị khánh thi mà ra đây em xin lỗi đã phá cuộc vui của chú tôi không cho chú nói thêm gì nữa, tôi đứng bật dậy mà nói, "Thôi, em vào ngủ đây, chúc chú ngủ ngon." Nói xong, cô chạy thật nhanh vào trong để chú đứng bên ngoài, "Chú đi sau để đóng cổng." Vừa bước vào trong nhà thì thấy Khánh Thi từ bếp đi ra, thấy khuôn mặt đỏ giống như mới khóc. Cô nghĩ hai người đấy nói gì với nhau mà Khánh Thi hôn rồi khóc, đúng là khó hiểu. Cô không để ý nữa mà đi vào phòng Mun đóng cửa lại. Thấy Mun chưa ngủ, cô tới bên cạnh nằm cùng với Mun. "Chị tiên đi đâu nãy giờ vậy?" Chị ra trước ngồi hóng mát tí mà Sao không rủ em đi với Chị ngồi tí thôi Mà ở môn này hình như chú với chị Khánh Thi có gì đó phải không Em đâu biết đâu ạ à. Cô Khánh Thi đó bữa giờ cứ hỏi em chuyện chú Linh á Mà chú Linh chia tay người yêu bên Mỹ rồi Sao em biết Ba mẹ nói Vì xưa em cũng hay nói chuyện với người yêu chú Linh Ừ Vậy sao Thôi em ngủ đi Dạ Mà chị Tiên ơi Mà chị đi xem phim với em cùng với chú Linh đi không được rồi, mai bạn chị hẹn gặp, em cứ đi với chú Linh nhá. Môn tỏ ra buồn nhưng cũng chấp nhận đi ngủ. Cô thấy vậy cũng nằm xuống nhắm mắt ngủ theo. Sáng hôm sau cô thức dậy vệ sinh cá nhân rồi bước ra khỏi phòng thì thấy Khánh Thi kéo vali đi ra. Cô có chút tò mò. Hôm qua chẳng phải hai người đó hôn nhau, cứ tưởng hai người có tình cảm với nhau rồi. Mà sao bây giờ Khánh Thi lại đi sớm? Ngày đầu cuối tuần mới về cơ mà. Mà nhìn khuôn mặt Khánh Thi như thế cô không thể hỏi nên cô đi thẳng xuống bếp đã thấy cô lộc đứng ở đó cô tới hỏi nhỏ cô lộc ơi sao nghe chị khánh thi cuối tuần mới về mà sao bây giờ lại về trước vậy à cô cũng không biết nữa lúc nãy đến chào cô nhà có việc gấp phải về cô ngây thơ nói hôm qua cháu thấy chú với chị khánh thi hôn nhau cơ mà tưởng hai người nói yêu nhau rồi cô lộc bất ngờ khi thấy quang linh đang đứng phía sau của thủy tiên mà không nói gì cô lộc liền ra dấu cô thấy vậy nhưng không hiểu nói tiếp Sao vậy ạ? À? Mà lúc tối cháu không phải nghe lén đâu. Cháu ra đóng cổng mà thấy hai người đó hôn nhau mà. Cháu biết ngay chị Khánh thi thích chú rồi mà. Nhìn ánh mắt chị ấy nhìn chú trong phim Hàn Quốc ấy, trông rất xứng đôi luôn. Ai xứng? Cô đang nói mà nghe giọng chú thì giật mình quay lại, thấy chú làm tim cô muốn vọt ra ngoài, nhưng cô lại tỏ ra sợ sệt, không lẽ chú ấy nghe hết những điều cô vừa nói với cô Lộc hay sao? Giờ cô phải làm sao đây? Cô ấp úng trả lời, "Dạ, em nói trong phim thôi mà." em có nói ai đâu Cô ngại đỏ mặt Nên cô quay qua nói với cô Lộc Cháu vào gọi môn đã cô nhá Cô vừa nói xong đi thẳng vào bên trong Để mặc chú ở đấy Chưa giờ đứng ở đó chú lại mắng cho Lần sau cô sẽ chú ý hơn Cô Lộc thấy Thủy Tiên đi rồi cô cười Thôi đừng để ý những lời con bé nói Chứ nó cũng không có ý gì đâu Cháu biết Nhưng cháu với Khánh Thi không có chuyện gì hết Cháu coi cô ấy là bạn Mà không biết rằng cô ấy thích cháu Hôm qua cô ấy đã nói ra Đúng là Khánh Thi hôn cháu chưa kịp đẩy ra Thì Thủy Tiên đã thấy nên nói thế Cô Lộc chép miệng nói Cô nhìn thái độ Khánh Thi là cô biết rồi Nó thích cháu nên nhiều khi thấy hành động vượt quá tình yêu Nhưng mà cháu sao không thích Hay vẫn còn tình cảm với cô gái bên Mỹ nên không chấp nhận Khánh Thi Thật lòng trước cháu cũng còn tình cảm với Linda Nhưng cháu vừa nghe tin cô ấy đã có người khác Còn Khánh Thi Cháu không thể yêu cô ấy Cháu chỉ coi là bạn thôi Ừ, đó là quyết định của cháu mà giờ cháu ở nhà ăn sáng hay đưa Khánh Thi đi luôn Cô ấy bắt xe đi rồi Cô ấy qua công ty vì ngại cháu Nên chắc không ở đây đâu Ừ thôi cháu ngồi xuống đi Cô làm đầu ăn sáng bê ra liền đây Cảm ơn cô Cô đi vào gọi Mun Nhưng thật ra Mun cũng đã dậy rồi Cô đi tới bên cạnh Mun ngồi Mun không ra ăn sáng đi Dù chị cháu đi học Dạ em ra liền đây Cô bây giờ không biết phải làm sao mà đối mặt với chú Cô nói với Mun Em ra ngoài trước đi, chị ra sau nhé Ăn xong gọi chị đưa đi Chị không ăn à Chị chưa đói, tí chị ăn Chị ra đi, ăn vậy chú không chịu đâu Phải ăn cả nhà cơ Cô nghe vậy thì ỉu xỉu Nên đứng dậy đi cùng muôn ra ngoài Đi tới bàn ăn, thấy mọi thứ cô Lộc đã chuẩn bị Cô thấy chú ngồi ở đấy Mà không thấy chị Khánh Thi đâu nữa Thì nghe tiếng muôn hỏi Cô Khánh Thi đâu rồi chú Linh Cô về rồi muôn ngồi ăn đi rồi còn đi học. Dạ, Vậy chú hôm nay nhớ về sớm đưa cháu đi đó nha Ừ chú biết rồi ăn đi Dạ Cô nghe thế thì nói với cô Lộc Chiều nay cháu có hẹn với bạn Cô đừng nấu ăn nhá Sao không ăn rồi đi Dạ thôi có gì cháu ăn với bạn cháu luôn Ừ Quang Linh nãy giờ chỉ im lặng ăn mà không nói Nên giờ anh lên tiếng Ở đây em không biết đường đi bạn em cũng vậy Chiều hẹn ở quán nào tôi đưa em tới Lỡ em có chuyện gì tôi không biết nói với chú Khoa đâu Không thì đến nhà mà nói chuyện cô nghe vậy cũng đúng từ khi lên đây cô chỉ ở nhà rồi đón môn lần trước lên trường thì chú cũng đưa cô đi lỡ đi lạc thì cô phải làm sao nên cô gật đầu đồng ý cả nhà ăn xong thì chú cũng rời đi còn cô chuẩn bị đưa môn đi học từ lúc khánh thi đi cô cảm thấy thoải mái hơn dù chị ta ở đây không lâu nhưng càng ngày tính càng quá tiểu thư dù ở đây nhưng chị ta không bao giờ phụ gì đi làm về vào phòng nằm nếu chú không về thì chắc chị ta cũng không ra khỏi phòng chắc hôm qua bị chú từ chối nên mới đi sớm như vậy. trở môn tới trường xong thì cô quay về, đi ngang qua một quán bánh kem thì chợt nhớ sắp đến sinh nhật mình. từ nhỏ cô vào chạy mồ côi nên cũng không biết ngày sinh nhật của cô là khi nào. cô được chạy mồ côi nuôi cô tự cho ngày tháng nên từ đó mỗi lần sinh nhật cô được mọi người mua bánh kem để làm quà cho cô. tới khi về sống với bác khoa cũng vậy. có năm bác mua cho cái bánh kem, có năm bác mua cho cái bánh kem, có năm bác làm không ra tiền nên cô chỉ nhận được lời chúc nhưng điều đó không làm cô buồn mà cô rất vui vì cả nhà nhớ sinh nhật cô là cô vui lắm rồi. Còn bây giờ ở trên đây thì chắc có lẽ cô không có bánh sinh nhật như ở quê, với lại cô sắp 18 tuổi rồi, bây giờ cô chỉ ước học thật nhanh rồi trở về quê để ở bên gia đình cô. Cô thở dài rồi lái xe máy rời đi. Về tới nhà cũng như mọi hôm, cô cùng với cô lộc dọn dẹp nhà rồi bước vào phòng, cô cảm thấy thời gian trôi lâu thế biết vậy cô ở nhà đợi nhập học rồi cô mới lên đây để rồi bây giờ cảm thấy buồn loay hoay cũng tới chiều cô nghe tiếng chuông cửa ở ngoài cô biết long đã tới cô đi thật nhanh ra ngoài mở cổng thấy long cô vui vẻ cười long đến rồi à ai đưa long đến đây vào nhà đi mà sách đồ gì nhiều thế bác khoa gửi cho tiên còn lại là long đem qua cho tiên long bắt grab qua đây tiền ở ngôi nhà sang trọng đẹp quá nhỉ nhà của chú quen với bác khoa tiên đã kể cho long rồi đấy cảm ơn long nhiều nhé đưa đây tiên cầm vào cùng luôn cho cô cùng với long bước vào nhà đặt đồ vào một góc rồi cô rót ly nước đưa cho long uống đi đi xe mệt không sao không để mai rồi qua luôn long mỉm cười sao đâu mấy thứ này phải đem qua cho tiên gấp không tiên thèm thì sao ở quê mình mới có chứ ở trên này mua được mà đắt cảm ơn long chắc long chưa ăn gì đúng không tí tiền với long ra ngoài ăn nhé ừ đang nói thì mun với chú bước vào cô cười với mun về rồi mệt không mun bạn trai của chị Tiên đây ạ, à? đẹp trai thế Cô cười Mùn mới lớp 3 mà mê trai rồi nha Mùn cười Đâu có, em thấy đẹp nên em khen thôi Nhà ngắm chú già hoài nên chán lắm Nên giờ có anh này em khen thôi mà Cháu kêu ai chú giả vậy Mùn Mùn cười khà khà Chú già thật mà Người ta cỡ tuổi chú có vợ có con rồi Chú bây giờ không mảnh tình vắt vai Thế không già là gì Ai bày cháu nói vậy hả Mùn Từ sao chú cấm nói đấy Lòng lúc này mới lên tiếng Cháu chào chú ạ, à. tôi không già mà gọi chú, anh được rồi, cô nghe thế, chú không già thì ai già? Quang Linh nghe thế nhíu mày, rồi bước vào trong phòng để lại Long đang ngơ ngác nhìn theo. chú ấy có vẻ khó tính nhở. ừ, có khó tại Long kêu chú đấy. thì nghe Tiên gọi chú nên Long gọi theo thôi mà. thế Tiên giờ đi ăn với Long nhá. cô chợt nhớ lúc sáng chú kêu để đưa đi, mà giờ chú như thế làm sao đi cùng được đây. cô quay qua nói với Mun. giờ sao đây Mun? Chú giận rồi sao đưa chúng mình đi đây Mùn xị mặt xuống Chú Linh chẳng chịu giữ lời Chú tới đón em để về cùng đi Mà giờ chú lại thế Cô thấy Mùn buồn nên nói Thôi, chúng ta đi ăn rồi đi ăn kem đi Ngồi xem phim chán lắm, ok không Mùn nghe thế thì cười tươi Dạ, chờ em tí nhá Em vào phòng thay đồ rồi chúng ta đi Cô nói lòng chờ tí Rồi bước vào phòng thay đồ thật nhanh Cùng Mùn đi ra ngoài Vẫn không thấy chú ra ngoài Nên cô đi ra sau nói với cô Lộc rồi cô đi tới nói với Long. Tiền mượn xe máy của cô Lộc làm ở đây, chúng ta đi thôi. Có gì đi gần ở đây thôi, chứ Tiên cũng không biết đường đâu. Ừ, chúng ta đi thôi. Cô nhìn vào trong phòng chú vẫn im ắng, cô lầm bẩm nghĩ. Cứ tưởng là được chú đưa đi, giờ thì ở trong phòng thế mà đòi đưa đi. Bà ứ thèm đi xe máy vui hơn. Cô dắt muôn ra chỗ xe máy, chỉ cho Long, rồi cả ba trèo lên xe máy rời đi. Quang Linh từ nãy vào phòng tắm xong thay đồ, Định ra đi thì khách hàng gọi điện Nên đứng ở trong phòng nói chuyện được một lúc Đi ra thấy phòng khách im ắng Anh nhìn xung quanh không thấy ai Thì đột nhiên thấy cô Lộc từ sau đi vào Anh hỏi Thủy Tiên với Moon đâu rồi cô Thủy Tiên đưa Moon với cậu thanh niên bạn của con bé đi rồi Tưởng cháu không đi Nên cô đưa chìa khóa xe máy Thủy Tiên đi với bạn mà Lúc nãy khi Thủy Tiên nói thế Anh có chút khó chịu nên bước vào phòng Chưa kịp nói chờ mà giờ đã rời đi rồi Anh cầm lấy điện thoại gọi Nhưng Thủy Tiên không bắt máy Chắc là đi xe nên không nghe Anh không nghĩ cô bé lại bướng đến như thế Nhưng lúc nãy nhìn ánh mắt cậu thanh niên Nhìn Thủy Tiên có chút khác lạ Anh không biết từ khi gặp cô bé ở dưới quê Anh cảm giác thấy quý cô bé Mặc dù hay cãi lời anh Chưa có cô bé nào anh gặp mà đánh đá đến như thế Nhưng vẫn lễ phép với mọi người Khi nghe hoàn cảnh của cô bé cũng đáng thương Nên anh muốn giúp đỡ Giờ thì không chờ anh mà đi với bạn Mà lại còn là bạn trai Làm anh lo lắng hơn anh đi qua đi lại thì nghĩ bây giờ làm sao tới chỗ đó nhưng thủy tiên thì lại không chịu bắt máy cô cảm thấy ngứa mũi thì long hỏi tiên bệnh hay sao mà hắt xì cô lắc đầu tiên không sao tự dưng ngứa mũi hắt xì tí mà giờ chúng ta đi ăn gì đây long cũng mới lên đây cũng không biết đường mà cũng không biết quán nào cả mun ngồi ở giữa nói hay là đi vincom đi ạ à? trong đó có đồ ăn á có bán kem rồi đủ thứ luôn long nghe vậy thì hỏi thủy tiên hay đi đến đó được không Tiên? Ừ, đến đó đi, chú Tiên cũng không dành trên này đâu. Cả ba đi tới Vincom, gửi xe xong xuôi thì bước vào trong, đang đi thì cô nghe tiếng điện thoại, cô đoán là chắc là chú gọi, cô biết chú đang tức giận nên cô không thèm nghe máy, ai bảo đi hay không mà không nói gì thì thôi, giờ lại còn gọi cho cô. Cô bấm máy bận thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ nãy giờ của chú, lúc đi xe nên cô không để ý giờ thấy gọi nhiều thì tiếng chuông lại reo tới tiếp, cô chần chừ mãi mới bấm nghe. Dạ em nghe Tiếng chú quát to Em đang ở đâu Cô nghe vậy thì trả lời Tưởng chú không đi nên em đưa Moon đi rồi Chú bận gì thì cứ làm đi Tí em đưa Moon về chú yên tâm nhé Đang ở đâu tôi đến đó nhanh lên Nghe chú quát thì tôi lật đật nói Em ở Vincom Chưa nói xong chú chỉ nói một câu Chờ tôi Cầm điện thoại trên tay rồi ngơ ngác nhìn theo Người gì kỳ cục Lúc nãy đi thì nói đi Để bây giờ bọn cô đến đây thì lại hỏi Sao đó chị chú Linh gọi chị à? Ừ, chú kêu chờ chú tới. Chú đang tức giận, chúng ta ra ghế kia ngồi đi. Lòng lên tiếng. Tiền của ngày xưa đâu rồi? Không sợ ai chỉ sợ bác Khoa. Bây giờ có người làm tiên sợ luôn ta. Cô xị mặt xuống. Không sợ cũng phải sợ thôi. Lòng nhìn khuôn mặt của Thủy Tiên mà buồn cười nên nói. Tiên với Mun ngồi đây đi. Lòng qua kia mua kem cho nhá. Mun nghe thế thì cười tươi. Dạ. Lòng đi rồi, cô quay sang Mun nói chú mà la em nói đỡ cho chị đấy tưởng không đi chúng ta đi thì lại hỏi tính chú em vậy mà nhưng không sao đâu chú như vậy chứ tốt tính lắm ạ à? tốt đã không hay la dày chị rồi mùn chép miệng như bà cụ non nói chú thương chú mới la chứ chú mà không thương chú không la mắng đâu chú không thèm để ý luôn đấy sao em biết ba em nói đấy chị cả nhà chú linh là người khó tính nhất nên chị không thấy tầm tuổi đó vợ con rồi chú chưa vợ là chị hiểu mà mà thôi chị kệ chú đi Sao anh Long một lâu thế ta? Lát sau Long cầm hai hũ kem đi tới, "Mun ăn đi, đông quá nên anh chờ hơi lâu." "Dạ, không sao đâu ạ, à, em chờ được." Thủy Tiên nghe Mun nói vậy mà buồn cười, vừa rồi mới nói chờ lâu, bây giờ lại nói thế, nhưng cô mỉm cười chứ không nói Mun lại ngại. Cầm hũ kem trên tay ngồi ăn nghe Long kể chuyện mà cô với Mun cười thật tươi, thì thấy chú đang từ cửa đi vào. Cô thấy nhưng mặc kệ chú để chú tự kiếm, còn Mun thì gọi to, "Cháu ở đây chú Linh ơi." Cô thấy thế quay sang Long hỏi Giờ Long muốn ăn gì? Mình đúng là nhà quê lên thành phố nhỉ? Tiên lên được hai tuần mà chẳng đi đâu nên không dành Mai mốt học cần Tiên với Long đi cho biết nhỉ? Long cười Ok, Long cũng ở gần trường Tiên Nên chắc hay gặp Chỉ là sợ chú Linh không cho Tiên đi thôi Quang Linh đi tới thấy Tùy Tiên không để ý tới mình Mà nói chuyện vui vẻ với thanh niên kia Anh lên tiếng Lúc sáng tôi nói gì với em hả? Sao không chờ? Cô quay sang trả lời tưởng chú giận vì chê chú già nên chú không đi em có đứng chờ có thấy chú ra ngoài đâu em nghĩ tuổi là con nít hay sao chứ không có miệng gọi hay sao thế chú đến đây mắng em hay là về nếu vậy chú về đi em ở đây với bạn em chú khoa đã gửi em lên đây thì tôi phải trông chừng em giờ đi đâu tôi đưa đi mà chưa ăn gì lại ăn kem mun lên tiếng cháu muốn ăn kem mà đợi chú lâu quá với lại cháu ăn thêm được mà quang linh không nói thêm gì nữa cầm lấy tay mun dắt đi Cô nhìn thấy vậy quay qua Long Đi thôi Long Cô cùng Long đi theo sau chú Linh Vào quầy ăn uống gần đấy Bầu không khí có chút im lặng Chỉ muôn ngồi nói Cô nhìn ánh mắt chú cứ nhìn về phía cô Nên cô hỏi Chuyện gì vậy ạ? À? Mặt cháu dính gì hay sao? Ừ dính đấy Quang Linh định đưa giấy Thì cậu thanh niên đã đưa Nên anh rụt tay lại coi như không có gì Nhưng nhìn ánh mắt và hành động của cậu ta Biết ngay là cậu ta thích Thủy Tiên nhưng vẻ mặt của thủy tiên thì không có chút gì là thích cậu ta anh cảm thấy mình dạo này cứ muốn gặp thủy tiên nên không để ý nữa mà ăn ăn xong mun nói hay chúng ta đi xem phim đi ạ à? vẫn còn sớm mà quang linh quay sang hỏi thủy tiên hỏi bạn có đi coi được không hay là về cô nghe thế thì hỏi long long có đi được không chứ giờ đi người nhà long hỏi sao hay là để hôm khác đi long nghe thế thì nói vậy long về trước nhá, tại nói với chị gái long đi có một tí rồi về à quang linh nghe thế thì nói cậu cứ lấy xe máy về đi hôm sau chạy tới được cũng được vì cậu cũng là bạn của thủy tiên nên tôi không lo gì cả có gì thủy tiên chịu trách nhiệm cô nghe chú nói vô lý thì lên tiếng chú nói kỳ vậy bạn em không phải người như thế đâu dựa vào đâu em phải chịu trách nhiệm nếu chú sợ thì chú đưa môn đi đi em về với bạn quang linh cau mày trả lời tôi nói không tin hồi nào không tin mà tôi kêu bạn em đi xe về à long thấy vậy nói thôi xe để gửi ở đó Cháu đi xe Grab qua Có gì mai cháu đưa tin tới đây lấy cũng được Cậu lấy xe về đi Chứ nói qua nói lại khi nào mới xong Vậy cháu về nhá Mai cháu sẽ đưa xe qua sớm ạ à? Ừ Lòng nói xong cũng rời đi Để lại cô và chú đứng bên đó bên cạnh muôn Cứ nghĩ đi chơi sẽ được vui vẻ Mà đi với ông chú đáng ghét này làm cô tụt cả hứng Bây giờ cô muốn về nhà Nhưng sợ muôn buồn nên không thể về Muôn muốn xem phim gì để chú đi mua Phim kia ạ Mà chú nhớ mua bỏng ngô dưới nước nữa nha miệng ăn không ngớt, đứng đây chờ chú. Nhưng Moon không chịu, kéo theo Thủy Tiên đi theo để chọn. Vừa tới chỗ quẩy vé, Moon chọn bộ phim dành cho Moon. Nhưng nghĩ lại có chị Tiên với chú thì không thể coi được. Nên Moon chọn bộ phim tình cảm. Thật ra Moon thích chị Tiên nếu là người yêu chú thì hay biết mấy. Cả ba đi vào thì có một cô gái đụng chúng Thủy Tiên làm hai người bật ngửa ra. Thủy Tiên được chú đỡ, mỗi cô gái là té nhào xuống đất. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 của chuyện phát sóng trên kênh Chuyện 23S chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ xin chào và hẹn gặp lại